Kính thưa các anh, các triệu viên, kính thưa các những người trình bày hôm nay, bây giờ cũng đã đến giờ rồi thì là tôi cũng xin phép thay mặt nhóm chuẩn bị hậu cần cho cái khóa đào tạo hôm nay thì là chính thức giới thiệu sơ qua về ngày học thứ hai của khóa đào tạo về phương tiện điện tại Hà Nội. Excuse me, it may have some English participant or lecturers, but may I introduce and talk by the Vietnamese for the Vietnam Miss participant to easy to understand and follow the content of the training today. Như chúng ta đã biết thì ngày hôm qua thì chúng ta đã học qua về cái các cái nội dung có liên quan đến vùng phát thải thấp, thế nào là vùng phát thải thấp, và trong đấy thì chúng ta cũng đã nhấn mạnh rằng phát triển chuyển phương tiện xe điện là một trong những giải pháp rất là thiết yếu để mà chúng ta có thể là giảm thiểu cái phát thải khí nhà kính, cũng như là một trong những giải pháp quan trọng cho cái việc mà phát thải quy hoạch các cái vùng phát thải thấp. Hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe qua là các cái cơ sở khoa học, các cái cơ sở pháp lý và cũng như là các cái khó khăn, cái vướng mắc và thuận lợi đối với Việt Nam, đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà quy hoạch các vùng phát thải thấp. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy từ những bài học kinh nghiệm trên thế giới rằng quy hoạch các cái vùng phát thải thấp đấy là một trong những cái nhu cầu thiết yếu và những cái định hướng thiết yếu mà các cái đô thị Việt Nam có thể phải thực hiện trong cái thời gian sắp tới. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần kỹ thuật hơn, đấy là cái phần chủ yếu nói đến các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, các cái yêu cầu về kỹ thuật đối với cái việc mà vận hành này, thử nghiệm này và bảo trì đối với phương tiện điện. Thế thì trước khi bắt đầu các cái nội dung đào tạo của ngày hôm nay thì là tôi cũng xin nói lại một số cái quy tắc cần thiết cho dành cho cái phòng họp ngày hôm nay. Thế thì là thứ nhất thì là chúng ta cũng hiểu rằng là toàn bộ những cái nội dung hôm nay thì sẽ được ghi âm và toàn bộ cái tài liệu ấy thì và cũng bao gồm cả cái tệp ghi âm trong khóa học của ngày hôm nay thì sẽ được cung cấp trên cái website của dự án Solution Plus, và chúng ta sau này chúng ta có thể truy cập và để lấy thông tin từ đấy. Và cũng là do cái phòng họp có rất nhiều cái người tham dự, và chúng tôi cũng xin phép là tắt các cái tính năng về mic và video, do nếu mà trường hợp mà các anh các chị mà có câu hỏi hay có thắc mắc gì cần đặt cho học viên bất kỳ cái thời điểm nào thì chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Thứ nhất là chúng ta có thể đóng góp ý kiến vào cái hộp chat phía dưới màn hình, hoặc là chúng ta có thể giơ tay thì là và sau đấy thì bên bộ phận kỹ thuật sẽ cho phép chúng ta phát biểu. Và cái nội dung tiếp theo nữa là để tiện các cái hoạt động trao đổi sau này thì cũng rất mong muốn các học viên tham gia sẽ đặt tên của mình theo đúng cái tên mình tham gia và mình đăng ký tham gia, sau đấy thì để chúng ta dễ dàng trao đổi sau này. Do là không có cái dịch vụ phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại trong cái buổi họp hôm nay, thì sau buổi họp thì chúng ta sẽ có một cái tóm tắt nội dung cơ bản đối với cái từng bài trình bày bằng tiếng Anh để cho các học viên có thể là nắm bắt được những ý chính. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về, chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ thảo luận về cái nội dung là quản lý vận hành đối với cái phương tiện điện, cái phương tiện giao thông vận tải điện đấy. Thế thì là trong đấy thì là các cái nội dung thì chúng ta sẽ có bốn cái nội dung chính mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghe về các cái khác biệt kỹ thuật đối với vận hành kiểm định giữa phương tiện giao thông truyền thống mà chúng ta đang sử dụng đấy ạ, và cái phương tiện điện thì như thế nào. Thì cái nội dung trình bày này sẽ do
tiến sĩ Lê Văn Nghĩa của Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện trình bày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe về và sẽ thảo luận về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động kiểm tra và bảo trì đối phương tiện giao thông điện nói chung. Cái nội dung này thì sẽ do tiến sĩ Vittorio Ravello trình bày và giới thiệu với chúng ta. Cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu kỹ thuật đối với ắc quy thì là như thế nào, và các cái chính sách, các cái yêu cầu an toàn đối với việc bảo trì, kiểm tra hay là đối với các cái quy trình thu hồi, tái chế, tái sử dụng và bình ắc quy của xe điện như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe từ Dr. Horizon Gatineau trình bày. Và cuối cùng nữa thì chúng ta sẽ có một cái bài rất là thú vị là phân loại xe, thì là theo các cái phân loại xe phương tiện và các cái yêu cầu về tương đồng của châu Âu như thế nào đối với cái phương tiện điện. Thế thì bài này thì sẽ do Christian Rodri Guez trình bày. Thực tế ra thì làm theo thiết kế ban đầu thì sẽ có một cái phiên thảo luận về các cái việc mà xây dựng các cái tiêu chuẩn liên quan ở Việt Nam. Tuy nhiên thì là Tổng cục Đường bộ, ở Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giao thông Việt Nam thì hiện tại không thể tham gia được. Và chúng ta có thể chuyển cái nội dung này thành cái nội dung thảo luận của buổi học ngày hôm nay. Trước lúc đi đến các bài trình bày thì là tôi cũng muốn các học viên tham gia một cái quiz nhanh, cái test nhanh, đáng là chúng ta có thể là đi vào cái hội chatbook để chúng ta trả lời một vài câu hỏi của ban tổ chức, là xem thử là chúng ta làm nghề nghiệp gì, ở đâu, như thế nào. Thì xin mời các anh chị. Hi Nas, now we go to the Slido quiz. So please have me to conduct this one. Đối với cái nội dung này thì là cái khóa đọc, các anh các chị sẽ nhìn thấy ở cái hộp chatbox ấy, sẽ có một cái đường link để chúng ta đi vào cái nội dung trả lời câu hỏi. Thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn là về chúng ta làm cho tổ chức nào, thì là sẽ bao gồm có làm cho chính phủ này, làm cho chính phủ, làm cho các cơ quan quản lý địa phương, làm cho cơ quan quản lý trung ương, hoặc làm cho các cái tổ chức viện nghiên cứu hay trường đại học, hay làm cho các tổ chức quốc tế, hay là làm cho cái khối tư nhân, hoặc là các cái tổ chức phi chính phủ chẳng hạn. Thế thì các chị sẽ có 2 phút để thực hiện cái nội dung này.
Tức là còn thời gian này hết rồi thì là chúng ta có thể kết thúc cái that's finish Can you see my screen? Not Not yet. yet. Yes. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Văn Nghĩa sẽ có bài trình bày đầu tiên. Bài trình bày của anh Nghĩa thì sẽ về cái các vấn đề khác biệt về mặt kỹ thuật đối với vận hành, kiểm định và bảo trì cái phương tiện giao thông vận tải truyền thống so với cái phương tiện điện như thế nào. Tiến sĩ Lê Văn Nghĩa là giảng viên của bộ môn ô tô và xe máy của Đại học Bách khoa Hà Nội, của Viện Cơ khí Động lực học Đại học Bách khoa Hà Nội, và ông Nghĩa thì đã nghiên cứu giảng dạy và hoạt động trong cái lĩnh vực chính là tự động hóa thiết kế ô tô, động lực học và điều khiển chuyển động của ô tô, cơ điện tử trên ô tô chuyên dụng và xe chuyên dụng rất nhiều năm rồi ạ. Thì xin mời anh Nghĩa. Cảm ơn chị Thủy ạ. Xin chào tất cả các quý vị cũng như là các khán giả của buổi đào tạo. Em đánh xe đi. Xin phép được share cái màn hình ạ. Là mọi người đã nhìn thấy cái slide mà mình share chưa ạ? Cho full cái screen này. Được chưa? Xin kính chào tất cả quý vị và các thính giả của buổi đào tạo hôm nay. Cũng như là chị Thủy đã giới thiệu, tôi là Lê Văn Nghĩa, đang công tác ở bộ môn ô tô và xe chuyên dụng, Viện Cơ khí Động lực Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì hôm nay tôi rất vinh dự được trình bày một cái bài tự luận về sự khác biệt trong kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật giữa xe điện và xe ô tô truyền thống. Các cái nội dung chính mà hôm nay tôi muốn trình bày ở đây bao gồm các cái nội dung. Cái thứ nhất là phân biệt ô tô truyền thống và ô tô điện. Thì trong mục này tôi muốn làm rõ hơn các cái khái niệm mà chúng ta sẽ tìm hiểu lần sau. Và cái phần thứ hai là tổng quan về ô tô điện và các cái kiểm tra và bảo dưỡng trên xe ô tô điện. Phần thứ ba là cấu tạo chung của cái xe ô tô truyền thống và các cái hạng mục kiểm tra bảo dưỡng chính của xe ô tô truyền thống. Và phần thứ tư là sẽ tổng kết lại những cái điểm khác biệt về kỹ thuật giữa kiểm tra và bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống. Và vào sang cái mục cuối cùng là phần kết luận. Đầu tiên tôi muốn làm rõ hơn các cái khái niệm về ô tô truyền thống và ô tô điện, là các cái đối tượng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kiểm tra và bảo dưỡng chúng. Đầu tiên là ô tô truyền thống. Thì chắc mọi người cũng sẽ hiểu ô tô truyền thống ở đây hiện tại thì là những xe sử dụng chỉ sử dụng động cơ đốt trong, và hiện nay thì có hai loại xe sử dụng động cơ đốt trong phổ biến, đấy là xe xăng và xe diesel. Thì hai loại xe này đều sử dụng cái nguồn nhiên liệu hóa thạch, và cấu tạo của những cái loại động cơ này thì nó bao gồm các cái bộ phận chính, cái quan trọng nhất là động cơ đốt trong. Đấy là ly hợp hộp số. Đấy thì cái bộ phận hệ thống truyền lực sẽ truyền động từ động cơ đến các cái bánh xe dẫn hướng. Thì chúng ta sẽ hiểu là xe truyền thống sẽ là xe xăng và xe diesel. Đấy, sang cái đối tượng tiếp theo của chúng ta là ô tô điện. Thế thì hiện nay trên thế giới người ta có sử dụng một số các cái loại xe điện phổ biến như trên slide.
cái loại xe đầu tiên mình muốn nhấn mạnh ở đây thì chính là cái loại xe ô tô thuần điện, hay nó còn gọi là EV, hoặc là có thể chỉ gọi đơn giản là EV. Đây là cái loại xe mà sử dụng hoàn toàn bằng động cơ điện với cái bộ pin động lực riêng và có thể được nạp lại. Trên những xe này thì không có sử dụng các loại động cơ đốt trong. Và xe BEV thì sử dụng cái năng lượng được tích trong các cái bộ pin động lực và dùng để chạy cái motor điện cũng như là sử dụng với các cái mục đích khác. Còn đối với cái xe điện dạng hybrid hay là người ta còn gọi là xe ô tô lai thì nó có hai cái dạng phổ biến hiện nay. Đấy là xe PHEV và xe HEV. Thì cái xe PHEV thì có thể nạp lại pin bằng cách là chúng ta cắm vào nguồn điện từ phía bên ngoài. Như các bạn nhìn thấy trên slide, đấy là nó có một cái jack cắm phía bên ngoài và chúng ta có thể cắm vào cái hệ thống điện để sạc lại cho cái hệ thống ắc quy trên xe. Thì các cái xe hybrid dạng PHEV có thể đi di chuyển cái quãng đường khoảng từ 20 cho đến 80 cây. Với cái sự hỗ trợ của động cơ xăng thì nó có thể chạy thêm được và rất nhiều. Tuy nhiên là tương đối với động cơ điện thì nó có thể đi được cái đường là gần đấy. Và đối với các loại xe HEV thì cái quãng đường chạy được nó ít hơn. Tuy nhiên là nó lại sử dụng vận hành trực tiếp cùng với cái động cơ đốt trong. Và cái động cơ đốt trong này sẽ hỗ trợ cho cái xe này hoạt động trên cái quãng đường dài hơn. Và nó lại là nguồn năng lượng được nguồn năng, nó sẽ sản sinh ra cái nguồn năng lượng chính để cung cấp cho cái xe HEV chuyển động. Thế thì ngoài những cái xe mà mình đã nêu như là BEV, HEV hay PHEV là những loại đang được sử dụng phổ biến, thì nó còn có cái loại ô tô sử dụng pin nhiên liệu, đấy là FCEV. Thì tuy nhiên là cái loại này thì cái số lượng nó chưa được nhiều và cũng chưa phổ biến lắm. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái khái niệm. Đây là ô tô truyền thống, được hiểu là xe xăng và xe điện. Và thứ hai nữa là ô tô điện, thì nó có hai loại. Chúng ta sẽ quan tâm chính là xe ô tô thuần điện và xe ô tô lai, HEV và PHEV. Đối với HEV và PHEV là những loại xe điện mà sử dụng hỗn hợp hai loại động cơ, động cơ đốt trong và động cơ điện. Thì sự khác biệt giữa hai loại xe này nằm ở dung lượng của hệ thống pin động lực. Đối với dòng xe PHEV thì thường là được sử dụng cái thống pin động lực với cái dung lượng lớn hơn, cho phép xe di chuyển quãng đường dài hơn mà khi chỉ hoạt động bằng chế độ chạy điện. Còn xe HEV thì di chuyển được quãng đường ngắn hơn, khoảng 2 đến 3 km nếu mà chỉ chạy bằng điện. Và một cái điểm giống nhau của hai dòng xe này đấy là có cái kết cấu rất phức tạp và dẫn đến là cái số lượng chi tiết trên xe ô tô là rất lớn, trong đó các cái chi tiết chuyển động thì cũng chiếm cái tỷ trọng lớn, và chính cái việc đó nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong cái việc kiểm tra và bảo dưỡng cũng như là sửa chữa các dòng xe này. Alo. Tôi sợ ông bận, thế là cũng chẳng không. Thì đối với hai dòng xe như trên thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc sử dụng động cơ điện và động cơ đốt trong hỗn hợp. Đấy, còn bài hôm nay tôi muốn tập trung sâu hơn về việc kiểm tra và bảo dưỡng xe động cơ đốt trong truyền thống và xe thuần điện. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn một chút về các cái hệ thống trên cái xe ô tô thuần điện. Thì đối với các xe ô tô thuần điện hiện nay hoặc là BEV thì có các cái bộ phận chính là hệ thống động lực với động cơ điện và hệ thống pin
Thì động cơ điện hiện nay được sử dụng thường là loại 3 pha với điện áp cao khoảng 300V trở lên và tùy loại động cơ. Thì khi kiểm tra và bảo dưỡng các cái loại xe điện như thế này thì các bạn phải hết sức lưu ý khi làm việc với điện áp cao, vì cái này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Và những người không có chuyên môn về điện thì không nên thực hiện các thao tác kiểm tra bảo dưỡng các cái hệ thống động lực trên xe điện. Để cung cấp và điều khiển cho các cái động cơ điện thì người ta sử dụng cái bộ inverter. Đấy, động cơ và inverter thì thường được bố trí gần nhau và được làm mát bằng các cái dung dịch nước làm mát và hệ thống tản nhiệt. Như các bạn thấy trên hình vẽ là có cái hệ thống tản nhiệt. Thế thì ngoài động cơ điện và hệ thống pin động lực thì trên xe điện hiện nay nó cũng có các cái hệ thống khác tương tự như trên xe truyền thống. Ví dụ như là hệ thống phanh, hệ thống lái và phần khung vỏ ô tô. Khung vỏ thì cũng có nhiều điểm tương đồng. Ưu điểm của các dòng xe thuần điện, như các bạn thấy là cái số lượng chi tiết chuyển động ít hơn xe truyền thống rất là nhiều. Nên là cái việc kiểm tra và bảo dưỡng xe điện thì cũng sẽ đơn giản hơn xe truyền thống. Và ở các cái bước slide sau chúng ta sẽ đi để tìm hiểu và để làm rõ hơn cái sự khác biệt giữa kiểm tra và bảo dưỡng ô tô điện và ô tô truyền thống. Đối với xe điện thì hệ thống pin động lực là một trong những bộ phận lớn, chiếm tỷ trọng lớn về giá cả cũng như là khối lượng, thì nó được ví như là trái tim của cái xe. Tuy nhiên là đối với hệ thống này thì cái việc kiểm tra và bảo dưỡng nó cũng không cần phải mất quá nhiều cái công sức cho việc kiểm tra và bảo dưỡng, mà nó được sử dụng trong cái khoảng thời gian khoảng từ 7 đến 8 năm mà không cần quá nhiều cái việc can thiệp từ phía bên ngoài. Nó khác với động cơ đốt trong là cũng chiếm tỷ trọng lớn trong giá cả cũng như là khối lượng, nhưng mà lại rất thường xuyên phải bảo dưỡng và sửa chữa. Nếu như các bạn nào mà đã từng sử dụng xe động cơ đốt trong thì không cần, thì sẽ các bạn sẽ phải thực hiện các cái kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Chưa cần biết là xe chúng ta có hỏng hay không, nhưng mà cứ đến cái thời điểm, đến cái thời hạn thì chúng ta sẽ phải kiểm tra và bảo dưỡng và thay thế những cái vật tư tiêu hao đi kèm. Thì trên ô tô điện hiện nay được sử dụng phổ biến là cái pin lithium, và hệ thống pin động lực thì thường được ghép từ rất nhiều các cái block pin nhỏ. Trong cái quá trình làm việc với hệ thống pin động lực thì có cái điều hết sức cần lưu ý khi các bạn làm việc với hệ thống pin động lực, đấy là các cái đường điện cao áp và thông thường thì được ký hiệu bằng cái màu cam như các bạn thấy trên hình vẽ. Đấy, thì điện áp trên những đường dây này sẽ rất cao, thông thường sẽ khoảng 300V trở lên, tùy loại động cơ và tùy vào các hệ thống pin. Phần tiếp theo rất quan trọng đối với xe ô tô điện, đấy là phần động cơ điện và cái hệ thống chuyển lực. Động cơ điện là cái nơi mà sinh ra cái moment và công suất để giúp xe của chúng ta chuyển động. Tuy nhiên là đối với động cơ điện thì có cái sự khác biệt đối với rất lớn đối với động cơ đốt trong là kết cấu của động cơ điện thì đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, mà việc khi mà chúng ta kiểm tra và bảo dưỡng động cơ điện thì chỉ cần kiểm tra và bảo dưỡng những cái hạng mục về dây điện, về tình trạng bên ngoài, và chúng ta không cần can thiệp quá sâu vào cái bên trong. Khác với động cơ đốt trong là chúng ta sẽ phải bảo dưỡng thường xuyên. Và hệ thống truyền lực trên ô tô điện cũng đơn giản hơn hệ thống truyền lực trên xe truyền thống. Bởi vì ô tô điện chúng ta sẽ hoạt động ổn định hơn. Với cái giải tua và cái đường đặc tính thì nó phù hợp với cái đường đặc tính lý tưởng của ô tô. Nên là hệ thống truyền lực trên ô tô sẽ có kết cấu đơn giản, làm việc với các cái chế độ tải trọng thấp hơn so với các cái hộp số và hệ thống truyền lực trên xe truyền thống.
Tuy nhiên là trên ô tô điện và trên động cơ điện và các hệ thống điều khiển cho động cơ điện thì vẫn có những cái hệ thống làm mát. Thế nên là trong cái quá trình mà kiểm tra hệ thống động lực của xe điện thì chúng ta cần quan tâm đến nước làm mát và thay thế nước làm mát theo định kỳ nếu như cần thiết. Để kiểm tra các quạt của két nước làm mát. Việc sử dụng động cơ điện trên ô tô thì nó có rất nhiều các cái ưu điểm. Đấy, một trong những cái ưu điểm đó là sẽ làm giảm các cái mài mòn cũng như là giảm các cái tổn hao trên các cái chi tiết của hệ thống động lực và sẽ giảm được cái hiện tượng mài mòn lốp do cái việc điều khiển moment chủ động tốt. Thì ngoài ra trên ô tô điện thì động cơ điện còn tham gia vào hệ thống phanh với cái mục tiêu là tái tạo cái năng lượng ở trong cái quá trình phanh để nạp vào bộ pin. Thì hệ thống phanh trên xe điện nó bao gồm hệ thống phanh cơ khí như trên xe truyền thống và hệ thống phanh tái tạo. Thì với cái sự tham gia của động cơ điện vào hệ thống phanh thì cái hệ thống phanh truyền thống sẽ được giảm bớt cái tải trọng và giảm bớt cái cường độ làm việc, dẫn đến là cái việc bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống phanh trên xe điện sẽ diễn ra ít hơn và các cái chi tiết của hệ thống phanh trên xe điện sẽ có cái tuổi thọ lâu hơn. Thì ngoài ra trên xe điện thì còn có các cái hệ thống khác mà sử dụng cái nguồn điện từ ắc quy như là hệ thống điều hòa điện có cái sự hoạt động ổn định và có cái độ bền cao. Đấy, thì đối với những cái hệ thống điều hòa này sẽ ít phải kiểm tra và bảo dưỡng hơn so với những hệ thống điều hòa sử dụng trên xe truyền thống. Như vậy, trên đây là sơ lược những cái điểm cơ bản nhất về xe điện. Và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang hạng mục tiếp theo là cấu tạo chung của xe ô tô truyền thống, cũng như là các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng chính. Thì như các bạn biết, cái xe ô tô truyền thống thì nó bao gồm các cái hệ thống chính như sau. Thứ nhất là cái hệ thống động lực. Hệ thống này bao gồm động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực. Hệ thống truyền lực chúng ta đây có thể hiểu là động cơ là ly hợp, là hộp số và cầu chủ động và các cái bánh xe chủ động. Ngoài cái hệ thống động lực thì chúng ta còn những hệ thống khác như là hệ thống điều khiển hướng chuyển động hay gọi là hệ thống lái, rồi hệ thống điều khiển tốc độ của xe, hệ thống phanh, rồi hệ thống đảm bảo cái sự êm dịu của xe khi chuyển động, hệ thống treo và các cái hệ thống kèm theo đi kèm như khung vỏ và hệ thống điện thân xe. Đấy, rồi các cái hệ thống để đảm bảo các cái tiện ích khác trên xe như là điều hòa, như là ánh sáng. Hệ thống động lực là một trong những hệ thống quan trọng nhất trên xe ô tô truyền thống, bao gồm động cơ đốt trong và phần hộp số. Như các bạn biết là động cơ đốt trong thì bao gồm được cấu tạo từ các piston, trục biểu và các cơ cấu phối khí, cũng như là hệ thống điện động cơ, hệ thống bôi trơn và làm mát. Đối với động cơ đốt trong thì cái việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là rất cần thiết. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và đến cái hoạt động của động cơ đốt trong. Một trong những cái mà các bạn sẽ phải hay thay thế thường xuyên trong quá trình sử dụng xe truyền thống đấy là dầu và lọc dầu động cơ. Ngoài ra trong các cái hạng mục kiểm tra định kỳ của động cơ tùy thuộc vào cái thời điểm thì chúng ta sẽ có phải kiểm tra thêm về hệ thống nhiên liệu như bơm nhiên liệu và lọc nhiên liệu, rồi kiểm tra cái lọc gió, kiểm tra nước làm mát nếu như cần thiết. Và thông thường thì chúng ta sẽ phải thay buji trong khoảng 30 đến 40.000 km di chuyển của ô tô để đảm bảo cái hoạt động tốt nhất cho xe động cơ. Và sau đấy thì là kiểm tra dây cu loa và các loại đai chuyển động khác, rồi vệ sinh họng hút và kinh phun. Đấy, thì đối với động cơ đốt trong, hầu hết tất cả các hạng mục bảo dưỡng và kiểm tra của xe
thì đều tập trung vào đầu tiên là động cơ trong, và các cái hạng mục này chiếm cái tỷ trọng rất lớn đối với các dòng xe mới, ví dụ như là dưới 10 năm tuổi thì các cái hạng mục chủ yếu sẽ nằm ở hệ thống động lực, tức là động cơ. Còn đối với hệ thống chuyển lực thì hiện nay trên ô tô sử dụng rất nhiều các cái hệ thống chuyển lực đa dạng khác nhau, từ hệ thống chuyển lực bằng cơ khí cho đến hệ thống chuyển lực tự động, tiêu biểu là các loại hộp số tự động. Thì đối với hệ thống chuyển lực, các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên sẽ là thay hoặc bổ sung dầu hộp số hoặc dầu cầu. Đấy, và các cái bước căn chỉnh, kiểm tra, điều khiển ly hợp, điều chỉnh ly hợp và biến mô, hoặc là bôi dầu mỡ vào các trục cách đăng. Thì đối với phần hệ thống chuyên lực thì các hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng sẽ ít hơn. Tuy nhiên cũng là đây cũng là hệ thống quan trọng, và các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng trong hệ thống chuyên lực thì cũng đều có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo cái hoạt động của xe. Đấy, hệ thống tiếp theo của chúng ta là hệ thống phanh. Thì trên xe truyền thống có thường sử dụng hệ thống phanh thủy lực với cái cơ cấu phanh đĩa hoặc là cơ cấu phanh tăng chống. Thì trong quá trình xe hoạt động, các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ sẽ bao gồm kiểm tra ma phanh, kiểm tra đĩa phanh, kiểm tra chống phanh, để kiểm tra các cái chi tiết chuyển động trong hệ thống phanh. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải kiểm tra các cái đường ống dầu phanh xem nó có hiện tượng rò rỉ hay là có bị các cái va chạm từ phía bên ngoài gây ra cái hiện tượng mất dầu phanh hoặc là rò rỉ dầu phanh. Bởi vì dầu phanh là cái môi chất truyền cái tác động từ người lái xuống các cơ cấu phanh, nên khi mà bị rò rỉ dầu phanh thì sẽ dẫn đến rất nhiều các cái nguy hiểm khác. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái hạng mục khác cần kiểm tra cho cái hệ thống phanh. Hệ thống phanh là hệ thống đảm bảo an toàn chuyển động cho xe, nên là các hạng mục trong kiểm tra hệ thống phanh đều đóng cái vai trò rất quan trọng. Và như lúc nãy chúng ta có phân tích thì cái hệ thống phanh của xe truyền thống nó sẽ phức tạp hơn là hệ thống phanh của xe điện, và nó có cái kết cấu to hơn, các chi tiết đều to hơn và hoạt động dưới cái cường độ lớn hơn. Cái hệ thống tiếp theo của ô tô truyền thống là hệ thống lái. Thì các cái hệ thống lái phổ biến trên xe ô tô hiện nay thì đều bao gồm có cơ cấu lái và phần dẫn động lái. Thì các cái hạng mục kiểm tra đối với cơ cấu lái thì chúng ta sẽ chỉ cần chủ yếu tập trung vào cái việc điều chỉnh và hiệu chỉnh để làm giảm cái độ dơ của cơ cấu lái và đảm bảo cho việc là cơ cấu lái hoạt động ổn định. Ngoài ra đối với phần dẫn động lái, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra ProTwin cũng như là các cái liên kết của hệ thống lái. Các góc đặt bánh xe như là góc camber, góc caster, góc kingpin hay là độ trụ thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động của lốp xe, có thể gây ra các cái mài mòn không đều hoặc là các cái ảnh hưởng đến lốp xe khi mà các góc đặt này không đúng như là các góc được thiết kế ban đầu. Nên là trong quá trình kiểm tra bảo dưỡng, chúng ta cần quan tâm đến các cái góc đặt này. Ngoài ra đối với các cái hệ thống lái có trợ lực, dùng trợ lực thủy lực thì được thay hoặc bổ sung dầu trợ lực nếu có là công việc rất cần thiết. Còn đối với các hệ thống trợ lực lái điện thì việc kiểm tra hoạt động trợ lực hoặc kiểm tra các đường dây điện. Cái hệ thống tiếp theo của chúng ta là hệ thống treo. Hệ thống treo thì bao gồm ba cái phần tử chính là phần tử đàn hồi, ví dụ như là lò xo, nhíp hoặc là bóng khí. Phần tử giảm chấn thì hiện nay có chủ yếu là sử dụng các cái giảm chấn thủy lực, nhưng ngoài ra còn có một số loại giảm chấn thủy lực kết hợp điện hoặc giảm chấn dùng điện. Và cái phần tử thứ ba nữa là phần tử dẫn hướng, đó là các cái thanh đòn, thanh giảm, thanh cân bằng hoặc là các cái bao gồm các cái khớp nối.
Thế thì đối với hệ thống treo, việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ tập trung chủ yếu vào các cái phần tử dẫn hướng, các cái khớp nối. Bởi vì các cái khớp nối thông thường đối với các hệ thống treo trên ô tô, nếu như là hệ thống treo độc lập và treo đa điểm, thì nó có rất nhiều các cái khớp nối. Và cái việc kiểm tra các khớp nối trong quá trình này sẽ đảm bảo cứng vững cho hệ thống, cho xe khi chuyển động. Thế ngoài ra thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thêm cái tình trạng của giảm chấn. Đấy, giảm chấn với cái vai trò là dập tắt dao động, thì cái hoạt động của giảm chấn cần được kiểm soát để đảm bảo cái sự yên dịu cho xe khi di chuyển. Và cái hạng mục cuối cùng là kiểm tra lò xo, nhíp và bóng khí. Đấy là các cái hệ thống chính trên ô tô truyền thống. Nhưng ngoài ra trên ô tô truyền thống còn có các cái hệ thống khác liên quan đến nội ngoại thất của xe, ví dụ như kiểm tra và sửa chữa khung vỏ nếu như cần thiết, kiểm tra hệ thống điều hòa không khí, bổ sung ga nếu như mà cái hệ thống chúng ta không đảm bảo đủ áp suất ga, vệ sinh hoặc là thay thế lọc gió điều hòa. Đấy, kiểm tra hệ thống chiếu sáng, thay thế các bóng đèn nếu cần thiết mà điều chỉnh các cái góc của các bóng đèn pha xa, kiểm tra hệ thống gạt mưa, thống rửa đèn như là các cái tiện ích khác trên ô tô. Đấy, vừa rồi là mình có phân tích hai cái sự khác biệt lớn nhất giữa xe ô tô truyền thống và xe điện. Thế thì cái sự khác biệt đây chúng ta có thể tổng kết lại một số các cái hạng mục mà trên xe điện không có mà trên xe truyền thống thì có. Đấy, các bạn có thể theo dõi trên trên slide. Đầu tiên là các cái bước về kiểm tra thay thế đối với dầu động cơ, rồi lọc dầu, hệ thống làm mát. Rồi, một điểm đặc biệt như lúc đầu mình có nhấn mạnh là số lượng của cái chi tiết chuyển động trong xe điện thì ít hơn rất nhiều so với trên xe truyền thống. Nên là theo các cái thống kê thì cái việc kiểm tra bảo dưỡng trên xe điện sẽ ít hơn trên xe truyền thống khoảng 30%. Như các bạn thấy trên slide, cái biểu đồ mô tả cái mức chi phí trung bình cho việc kiểm tra và bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống tại một số tỉnh ở Canada. Cái đầu tiên chúng ta có thể thấy ở đây là cái mức cho xe điện thì thấp hơn so với xe truyền thống ở tất cả các tỉnh, và cái mức trung bình tức là các cái đường màu đen này như các bạn thấy. Đấy, thì nó đối với xe điện thì nó chỉ khoảng xấp xỉ là $500 một năm, và đối với xe động cơ đốt trong truyền thống thì nó khoảng $931, là cũng tiết kiệm mà khá là nhiều, cái sự chênh lệch cũng khá là nhiều. Thì về cơ bản là xe điện sẽ ít phải sửa chữa bảo dưỡng hơn xe truyền thống, và khi sửa chữa thì cũng không phức tạp như là xe truyền thống. Tuy nhiên là khi mà sửa chữa xe điện thì các bạn cần phải lưu ý đặc biệt đến các cái kỹ năng làm việc với điện cao áp. Và khi mà sửa chữa xe truyền thống thì chúng ta cần quan tâm đến cái hiện tượng và cái khả năng cháy nổ. Bởi vì nhiên liệu sử dụng xe truyền thống đều là những loại mà rất dễ gây ra cháy nổ. Như trên slide các bạn có thể nhìn thấy là cái chi phí cho bảo dưỡng xe, các loại xe mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, trong đó có bao gồm xe truyền thống, các loại xe lai và xe điện, thì cái mức chi phí thấp nhất cho xe điện chỉ là $0.061 trong một mai, đối một mai. Còn cái xe cao nhất sẽ là xe truyền thống với cái mức là $0.101 trên một mai, hơn khoảng 40%. Tóm lại cái bài mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, chúng ta có thể rút ra một số các cái kết luận cơ bản về cái sự khác biệt trong kỹ thuật kiểm tra bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống. Thì nó nằm chủ yếu ở phần hệ thống động lực, trong đó bao gồm động cơ và hệ thống truyền lực.
Thứ hai là cái số lượng chi tiết chuyển động trên xe ô tô điện ít hơn trên xe truyền thống rất nhiều, nên chi phí kiểm tra và bảo dưỡng của xe điện sẽ ít hơn của xe truyền thống khoảng 30%. Và tôi xin kết thúc cái bài trình bày ở đây. Cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe. Xin chào. Vâng ạ, cảm ơn anh Nghĩa đã chia sẻ một cái bài trình bày rất là tổng quan và cũng là rất là kỹ thuật, làm cho người nghe có thể hình dung được. Hồi xưa thì chắc là sẽ rất nhiều người nghĩ rằng là vận hành và sửa xe điện chắc là sẽ phức tạp lắm, nhưng mà sau khi nghe bài trình bày rất là kỹ thuật và đầy đủ thông tin của anh Nghĩa thì là chúng ta thấy rằng là hiện tại thì là chắc là cái việc mà bảo dưỡng, bảo trì và vận hành cái phương tiện điện thì chắc là không không quá phức tạp như chúng ta thường hình dung, đúng không ạ? Các anh các chị tham dự thì có ai có câu hỏi thì có thể hỏi trực tiếp anh Nghĩa hoặc là có thể nhắn tin qua cái book chat ấy ạ. Thì là cuối buổi thì là anh Nghĩa có thể trả lời trực tiếp, hoặc là cuối buổi thì chúng ta có thể là có một cái phiên thảo luận, thì là chúng ta cũng có thể chờ đến cái phiên thảo luận thì chúng ta thảo luận sâu hơn. Thì không biết các anh các chị trong phòng họp hôm nay thì không biết có ai có câu hỏi hay có thắc mắc hay là có nội dung gì cần trao đổi không ạ? Có chị Hương có hỏi là bài trình bày thì có được chia sẻ không? Bài trình bày của tất cả các học viên thì sau khi chúng tôi kết thúc khóa đào tạo và có một vài cái xử lý về mặt kỹ thuật thì cũng sẽ được đưa lên cái website của dự án Solution Plus ạ. Trong cái phần đào tạo dành cho Hà Nội thì chúng ta có thể lên đấy để tham khảo các cái bài các cái tài liệu của khóa đào tạo hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Thế ra chúng ta vừa mới nghe anh Nghĩa trình bày có bốn phần quan trọng, đấy là cái phân biệt thế nào giữa ô tô truyền thống và ô tô điện, cũng như tổng quan về ô tô điện và các cái điểm nổi bật. Thì chúng ta thấy rằng là theo bài trình bày của anh Nghĩa thì là do rằng là cái cơ cấu chuyển động động cơ, một bên là truyền lực, một bên là động cơ đốt trong, thì là nó khác nhau, và do phương tiện điện thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Xe điện thì đơn giản, có cấu tạo đơn giản hơn nhiều, do đó là các cái yêu cầu về vận hành, về bảo trì, bảo dưỡng thì nó cũng đơn giản hơn, và chúng ta có thể tiết kiệm được đến khoảng 30%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có một số cái lưu ý đối với cái vận hành phương tiện điện, đấy là cái làm việc với điện cao áp thì có thể dẫn đến nhiều cái rủi ro mất an toàn đối với điện, và có đối với những cái khả năng cháy nổ thì là nếu mà chúng ta có những cái phương án đối với cái nội dung này. Thì để tôi đi lại cái phần book chat xem. Anh Nghĩa ơi, em nghĩ là vẫn còn thời gian thì thầy Nghĩa có thể trả lời hai câu hỏi của hai bạn đấy ạ, của ba bạn. Dạ vâng. Thì mình có thể trả lời trực tiếp luôn cũng được ạ. Dạ vâng. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Văn Phi đúng không ạ? Khi mà chuyển sang xe điện hoàn toàn thì khoảng bao nhiêu phần trăm kỹ thuật viên ô tô hiện nay sẽ cần phải đào tạo lại và hoặc không đáp ứng được yêu cầu? Theo như mình nghĩ thì khi mà thị trường chuyển sang xe điện 100%, tức là chúng ta sẽ không sử dụng cái xe động cơ đốt trong nữa, thì tất cả các kỹ thuật viên ô tô hiện nay sẽ cần phải được đào tạo lại, đặc biệt là phần đào tạo về kiểm tra các hệ thống điện trên ô tô. Bởi vì trên đấy, như chúng ta biết, như chúng ta vừa mới phân tích, thì hệ thống trên ô tô chúng ta sử dụng cái hệ thống điện cao áp mà cung cấp cho động cơ đấy, và phần đấy thì cần phải được training rất là chi tiết và rõ ràng, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn. Câu hỏi của bạn Văn Hiến là tổng các chi tiết của xe điện nhỏ hơn xe truyền thống hay chỉ các chi tiết chuyển động? Thì đối với xe điện thì tổng các chi tiết của xe điện cũng sẽ nhỏ hơn các chi tiết của xe truyền thống, và đặc biệt là cũng sẽ nhỏ hơn các cái chi tiết của xe thuần điện thì sẽ nhỏ hơn của các dòng xe line.
Nhưng mà trong cái bài này thì mình quan tâm nhiều hơn đến các cái chi tiết chuyển động. Bởi vì những cái chi tiết chuyển động thì nó sẽ thường xuyên phải kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hơn là đối với chi tiết không chuyển động. Ơi. Là câu hỏi của bạn Linh Phương Lê, là Thế là nếu mọi người đang ấy, tôi xin lỗi. Sự so sánh giữa chi phí vận hành của xe điện và xe truyền thống. Về chi phí vận hành thì như các bạn biết là chi phí vận hành được cấu thành từ chi phí sử dụng nhiên liệu. Ở đây là đối với xe điện là chi phí sử dụng cái năng lượng điện, và đối với xe truyền thống thì là chi phí sử dụng cái nhiên liệu. Cái phần thứ hai nữa là chi phí kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa. Thì đối với xe điện thì chúng ta biết là cái chi phí về năng lượng điện thì hiện nay là đang rẻ hơn rất nhiều so với chi phí sử dụng xe nhiên liệu hóa thạch. Và cái số lượng con số ở đây mình có thể nêu ra là đối với xe điện thì về cái mặt chi phí sử dụng nhiên liệu có thể tiết kiệm đến hơn 50% so với xe truyền thống. Còn cái chi phí về kiểm tra và bảo dưỡng cũng như là sửa chữa thì các bạn có thể tìm trong cái nội dung slide vừa rồi, thì xe điện sẽ tiết kiệm hơn ít nhất là khoảng 30%, và nhiều quốc gia thì nó cái con số đấy cũng có thể lớn hơn, thậm chí đến 50%. Đối với xe điện thì khi mà các bạn thao tác và sử dụng xe điện thì trên hệ thống điều khiển của xe điện nó có cái phần để khi mà chúng ta thao tác bảo dưỡng sửa chữa là có cái công tắc như một cái công tắc nguồn để ngắt cái hệ thống điện cao áp khi mà chúng ta sửa chữa. Còn khi mà có cái hiện tượng rò rỉ điện ra ngoài thì hệ thống sẽ tự động ngắt ngắt các cái đường điện cao áp và sẽ báo lỗi lên trên trên cái tablo của người dùng để người dùng biết đến lúc đấy là mình cần phải đem xe đến trung tâm sửa chữa chứ không được vận hành tiếp xe. Vâng ạ, cảm ơn anh Nghĩa. Hiện tượng chúng ta có thời gian cho một câu hỏi nữa, thì không biết là có học viên nào có đặt thêm câu hỏi cho anh Nghĩa không ạ? Chúng ta có thể đặt đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là qua cái hộp chat ạ. Anh Nghĩa ơi, không biết là anh đã nhận được một cái câu hỏi của anh Nguyễn Anh Tuấn là việc đảm bảo an toàn đối với xe điện, đặc biệt là có hệ thống cảnh báo nào không khi có hiện tượng rò điện thì câu hỏi đấy mình vừa trả lời. Mình trả lời đúng không ạ? Vâng. Thế thì hiện tại thì không nhìn thấy, chúng tôi không nhìn thấy các học viên có câu hỏi thắc mắc cho cái bài trình bày này nữa. Thì là nếu mà trong cái suốt cái buổi hôm nay thì nếu mà chúng ta tiếp tục có những cái nội dung nào cần làm rõ hay là cần giải thích thêm thì chúng ta có thể là trực tiếp phát biểu hoặc là chúng ta có thể nhắn qua cái hộp chat. Xin cảm ơn anh Nghĩa. Xin cảm ơn chị ạ. À. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. À. Vâng. Anh xin phép được dừng cái xe mày đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Vâng. Tiếp theo thì chúng ta vừa mới nghe một bài trình bày rất là chi tiết về cái các cái nội dung khác biệt về mặt kỹ thuật giữa xe ô tô điện và ô tô truyền thống. Thì trong cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe về cái sẽ nghe một cái nội dung mà chắc là sẽ có cái hàm lượng kỹ thuật nó cao hơn. Đó là chúng ta sẽ nghe về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với hoạt động kiểm tra bảo dưỡng đối với phương tiện giao thông điện. Thế thì là đây là bài mà do tiến sĩ Vitor Rio Ravelo trình bày cho chúng ta ngày hôm nay. Tiến sĩ Vittorio Ravelo là giám đốc của chương trình điện hóa sáng tạo toàn cầu tại trung tâm nghiên cứu FIAS. Ông cũng đã có 29 năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong các lĩnh vực xe điện, tiêu chuẩn hóa xe điện và hệ thống truyền lực điện tử. Và hiện tại thì ông là người lãnh đạo sáng kiến xe xanh cho cái tổ chức kỹ thuật tiên tiến và nghiên cứu ô nhiễm, nghiên cứu ô tô Stellantis.
Ông cũng đã tham gia giảng dạy với tư cách là giáo sư tại một số trường đại học, và chủ yếu là về cái giảng dạy về cái hệ thống động cơ điện và động cơ hybrid, hệ thống truyền thống truyền động cơ điện, và ông cũng đã có xuất bản rất nhiều bài báo quốc tế về những cái nội dung này ạ. The next presentation I would like to invite the Dr. Victorio Ravanello to share with us the topic about the more detail about the technical standard requirement for operating, testing and maintaining of the EVs. Dr. Victorio Ravanello, please. I hand it for you. Thank you. Thank you to all to host me. Welcome also on my side. Sorry because I will speak in English, but I hope next time my Vietnamese will be better and I can try to do directly in your language. As said, scope of this slide is to give you an overview of the technical standard required for operating and testing and maintaining electric vehicles. You will see it's mainly starting from cars, passenger cars, like commercial vehicle domain. But I have also put in the presentation the reference to the specific standard for the 2-3 four-wheelers, the L category, because I understood that in your scenario, in your region, this type of vehicle are very popular and are maybe the most diffused. So you can go to the next slide. Thank you. Yes. Is it not the second? Okay, thank you. The first slide is summing you up simple wording to clarify the difference between standards and homologation regulation. In my experience, at least in Europe, that is the region from which I come, there are some mismatching in the usage of the two words. They are considered equivalent while they are not. So to be clear, standards are technical document, typically referred as norm or requirement, that represent a general understanding of how to do something technically speaking. So are the outcome of activity performed by expert of the field that has a value independently from the place in principle and independently from the company interest. They are technical. On the contrary, when you put, for instance, a vehicle in production, you need to pass homologation test and homologation procedure. These tests and procedures are generally based on the local bodies that is in charge of this process. And when in the process of homologation, they are using technical steps, technical test, technical evaluation, they typically refer to the standards. So in general, standards are feeding the regulation, the homologation regulation, but they are not the same. The first are technical practice, the standards. In the main part of the country, they are kindly suggested, but they are not mandatory, but it depends case by case. Why the homologation standards is something on which who want to produce and put in production a product has to be compliant. Okay, going to the next. Okay, here you see the scenario for Europe. In Europe, we use the UNECE homologation rules and also for electric vehicles. These have a lot of regulation, specific regulation in common with standard vehicle, because also the electric vehicle has tires, has doors, has mechanical parts. But there are some regulation that are more specific for the electrical case, and I highlighted them in the list. So the regulation 10, that is about the electromagnetic compatibility, is also something that a conventional car has to be compliant with, but in the electrical, due to the electrical high level of power managed, is in general more severe. There is the R85 that is about the performance, and the twin
of the RT5 is R68. That is for measure the maximum speed of the vehicle. Then there is the most relevant regulation when you want to put in production an electric vehicle, at least in our region, that is the R100, because the R100 is the one following all the electrical, thermal, mechanical, and safety elements of the vehicle and of its electrical components. This is particularly severe for high voltage application. In automotive domain, high voltage means more than 660 volts. So the vehicle shown by the colleagues in the first presentation are in general all belonging to this category. In the two wheelers, maybe not, but at least the classical vehicle, yes. And this is very important because take care also of the electrical behavior, for instance, of the vehicle after a crash, in order to be sure that also after a crash, both for the occupants and who has to act to support the post-crash condition, like fire brigades, can operate under safety condition. And then the R101, that is a regulation also existing for standard car, for the electric is focusing on consumption and energy consumption and electric range. In the classical car, R101 is also very important because cover all the noxious emission of the vehicle that in this case are avoided thanks to the electrical propulsion. Be aware that also in case of vehicle transformation, that is a common practice, particularly in electric vehicle, special vehicle, and the transformation starts from a thermal engine-based vehicle, so you start from a thermal engine-based two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, what you like, and you make it electric. And in case the maker of the donor vehicle, the thermal, is having an agreement with the transformer, that means make applicable all the homologation procedure for the part not modified. For the one modified, the company making a transformation is in charge of the check and the responsibilities. So also for transformed vehicle, the list of the regulation mentioned before are typically applied again because the vehicle in general move from thermal to electric, become very different in these parts. Okay, going on. Standards, we said. Standards are at worldwide level in general managed by this organization, ISO, that stands for International Organization for Standardization. That's true, particularly for thermal combustion engine based car, but also for electrical, so for what we call vehicles, independently if they are passenger cars, commercial vehicle, buses, two-wheelers, and so on. In particular, under ISO, that works, as I said, at worldwide level, there is a lot of technical committees. The one dealing with road vehicles, so also cars and in general, what we call wheeled vehicle, road vehicle, is the committee number 22. And the committee number 22, TC Technical Committee 22, cover all the different typologies of vehicle. As you can see by the list that in the meantime is coming, maybe with another click, it's possible to see, oh, thank you a lot, all the others, as you can see, under the TC22, all the different types of vehicle from the smaller two-wheelers up to the three, four-wheelers and the big trucks are managed. Going to the next, I put in the slide a list of the most relevant subcommittees, because each committee has a lot of subcommittees, of interest for our discussion. And in particular, are these six. I want to highlight particularly the number 37, that is specifically devoted to electric vehicle, and so for us is very important, and the 38 for who deals with two, three wheelers, because particularly for the two wheelers, motorcycle, mopeds, is common, at least the practice, that they start from the regulation, the standards, sorry, prepared by the subcommittee 37, so by the one devoted to the electric in general vehicles. SC37 in general cover vehicles from M1 category to the upper, and translate, apply, modify, make more fit in the scope this regulation in the field, this standard, sorry, in the field of the
two-wheelers. In particular, SC37, the one dealing with propeller electric vehicle, is organizing multiple work groups. Maybe there are also some other two with another click. Thank you. They can come down and another one. Okay, thank you a lot. You see there are five working groups that covers very different areas from safety to performance and consumption, the VG2, to the part about the charging, the number three that deals a lot with batteries, and the number four that is about the propulsion systems, so motors, inverters, all the components specific of electric vehicle, the one in the previous presentation, the charger, all one very deeply and correctly presented by the colleagues in the first presentation. And last, the requirement for the energy transfer. That means how to transfer energy from the main to the vehicle, electrical charging, but now more and more also the opposite pathway, the so-called vehicle to grid, so the chance to use the vehicle to transfer energy to the grid. Going to the next, you see the standards referred to the performance. I don't want to go too much in deep, but you see here, anytime you see ISO means standard done by ISO, the number is the number of identification, and in brackets, there is the date of the last edition of the document. These documents are periodically verified, updated, and improved, but the one you see in the brackets is the running version, at least now. As you can see, in the upper part, there is SC37 standards for the performance of the vehicle, while in SC38, you see the twins of the standards you see in the upper part that has been realized, written, and published by the SC38 expert, starting from the 37 electric vehicle ones, adapting them to the case of the two-wheelers, that in some times is the same, some other ask for very different needs due to the difference of the vehicle itself. Going to the next slide, thank you. Here there are standards about the components. You see the upper part regards a test about the electrical part of them, while the lower speak about the test specification for the performance test mainly for the different parts. With another couple of clicks, maybe you see also a picture showing you more, as an example of motor and inverter, and with another click, you should see also, the full picture of them. So these are standards written in SC37 to make possible to test, verify, also for the need of some company to buy and verify, certify that the components that they are taking are in line with their expectation. At the moment are written for cars and light commercial vehicle. I feel that, as it always happens, these are very new, as you can see, they are 2019-2021, so last 2-3 years. In the next years, if needed, the guys of the two-wheeler area will adopt them or will modify them to be more again fitting on their needs. Going to the next slide. Here is another subcommittee, the number 32, that deals with electronic components and general aspect. This is relevant because defining the first standard environmental condition for the testing. You know, automotive and in general road vehicle are not like a device in a plant, are subjected to very different weather condition, high temperature, low temperature, vibration, humidity. And so the condition of testing are very, very important. And then all the parts regarding cables and connectors. In particular, you see in the two small pictures, orange cables on the left, orange connector on the right, that is in our domain, the color used to make easy also for maintenance purpose to identify components that are in general subjected to high voltage. Meaning that during maintenance, hopefully the battery is disconnected, and so no current is flowing through them, but maybe not. And so who has to make maintenance is immediately able to see where there is a potential high voltage to be managed accordingly with all the personal protection equipment of the case. Going to the next slide, thank you. Here, the safety, as I mentioned before, safety is very, very important. In particular, the
mother standards for safety in automotive electrical safety is this one, the 6469. Okay, thank you. That is dealing with different parts. As you see, there is a first part dealing with this strange wording, RESS, that at the end for us means battery. The battery system is an example of RESS. The wording of standard guys is not so easy to be understood for who is not in the field. The second on vehicle, and the third is the one about the voltages and the shock and the arc, so the electrical safety hazard, as are called, plus other specific tests. One very important is the part four, because is the one dealing in specific with the post-crash check of safety. So the vehicle has to guarantee also after homologation crash that some parts still stay insulated, and so limiting the risk for the occupants and who has to act on the vehicle, as I said before, fire brigades. In the lower part of the slide, you see the twin of the standards for the two-wheelers, are the adaptation of the automotive car standard, and the two pictures show you the most common electrical risk, the most common electrical hazard. The upper is the typical shock, so being in contact with two parts in high voltage, and in this case your body become a conductor, and so current flow through the body with a lot of possible risk problem, direct and indirect, in some cases also causing the death of the operator, so very, very important to be correctly managed. And in the lower picture, you see the arc. Arc means when you try to open a conductor in which current is flowing, and the current try to flow through the air through the blue line you see in the picture. As I said before, be aware that we use in automotive 60 volt, 60, as threshold between what we call class A and class B. In class B, all protection has to be applied. Cars are in general all B-class components. If you are in A-class, so under 60, you can touch high voltage without no risk. So there is not the upper problem, the shock, there is still the arc. Arc can take place also with 1 volt. It's a matter of current, not of voltage. But not having the high voltage problem is a good point. And some small two-wheelers, for instance, are able to operate with voltage under 60. And that makes largely more safe and easier the operation. And maybe, for instance, also the replacement of the battery. You see the scooter in which is directly the user to replace the battery. That's possible in general because the battery are light or small, but main of all because they are low voltage. Going to the next, standards on power transfer. These are the two mother standards, the first two of the list, that has been covering the upper, the first, the conductive, so current flowing through a cable, conductive means that, and the second through air, so the wireless. Now you see in the second part of the slide, there has been a new standard, the 5474 under progress, in progress, that is managing all them together. So you see in the different five parts are covered both the general aspect and the AC-DC energy exchange with cable, part 2 and 3, the magnetic wireless, the part 4, and very relevant for instance buses, at least in Europe, is the part 5 that covered the issue of the automatic charging. Maybe you've seen it's common to have more and more big buses that in general at the bus stop, while people are entering and leaving the bus, are making a quick partial charge in order to have the bus with less battery compared to the one that has to make all the day trip. But these ask for very important safety condition to be satisfied. In the lower bullet point, you see what is today the translation for the two-wheelers. You see it's just one standard. That means that I expect that when the 5474 will become final standard in operation, at this point also the two-wheelers colleagues will maybe make more deep development of their specific standard. Going to the next slide. This was the world of ISO. Now we enter for a few minutes in the world of IEC. IEC is the International Electrotechnical Commission that again works at worldwide level, but is focused on the electrical stuff. So covers all what is electrical in your experience. So also, for instance,
a lift is managed with regulation by them, or your computer has electrical safety. It's not automotive only, let me say. At the same time, they have a specific technical committee, the number 69, that deals with all the electrical aspect of the connection. When you are charging your vehicle or discharging to the grid the vehicle to grid, both if it is pure electric or it is plug-in hybrid, in this case, your vehicle becomes a component that interacts with the grid. And so it's very important to have standards that correctly regulate the safety, the communication, safety, and also the security, because there is a matter of payment, and so avoid people stealing your money, or also matter of cybersecurity, or also of a cyber attack, because the vehicle under charge can be, if not correctly controlled, potentially a way to make an accident. So who want to make terrorism attack in future can see this vehicle as a good element for them. So these standards are very, very important. Going to the next slide, you see here the long list of the standard for the conductive charging. These are all the standard dealing with the charging of the vehicle by the grid with the cable. Let me say this way, you see in the picture the cable with the two plugs, like your computer connected to the wall, let me say. And if you can go also in the next slide where there is the remaining part of this long list, I don't want to bore you too much. The difference is that the second one, this slide you see now, is dealing with the wireless. So the one before was dealing with cable, as I said to you. This one is dealing with wireless. Wireless means, like in the picture, that maybe you have a emitter of electricity in the ground, air between the vehicle and the road, and the second side of your system, the receiver applied under your car. This is more common today for buses than cars, but obviously make the charging experience more safe, more easy for the user. Keep in mind that maybe as seen going upper and upper the power of charging, cables are becoming huge, bigger, and so also the connection of the big connector is not so simple, and wireless from this perspective is more comfortable. Going to the next. One page devoted to the connectors. Connector is a very important part because without them you cannot operate the system. You see on the left side the typical US and Japanese standard for AC charging on the left, and the American for the DC charging still on the left. On the right of the first picture, sorry, the European I was mentioning, on the right you see the American, and for the AC charging is also true for Japanese, but these two, the picture on the left covers the typical different option satisfying all Europe and all North America at least. Depending if it is standard AC charging upper connectors or it is the DC fast charging, the lower two that are, as you can see, bigger. While on the right, you see a typical standardized connector for smaller vehicle. To make safe charging, for instance, of two-wheelers, this is the solution that IEC proposed for everybody, is the so-called Type 3. That does not mean that you at home can charge your two-wheeler with your standard shock or classical plug, but with lower safety element and levels. So it's the leaving left to the end user to be confident that the charge is not creating over temperatures, problems, and so on. Going to the next. One very short view of the complex domain that means charge vehicle or to transfer energy from the vehicle to the grid. In general, as a user, car maker, and as we in our life, have in mind that the problem is to connect your plug with the socket, and that's all. It's not so easy because behind the socket, you see in the picture, the equivalent fuel station of the icons, this one, thank you a lot. You see there are also other communication protocol to make possible that the energy flow and the communication goes to the energy producer, because what is behind the plug is a word. It's not simply behind the big plant making electricity for your plug. No, there are, in this case, company dealing the charging point, company aggregating them together, called charging service operator, and then going up and upper to mobility service provider, transmission system operator, production system operator. Each step of this loop
is managed with a standard that covers the communication between the two parts connected. The communication, as I said, is important, particularly with the increase of power of charging, to be sure that the system operates correctly, not creating risk for the user and not a risk to the, also, let me say, security side of the story. Here you see the ISO 15118 left side is the standard for the communication car to charging point, and it is in charge of ISO because it's car driven, vehicle driven, while the other two are IEC standard because these take place in the grid side, as we can imagine as end user of that. Going on. The next slide, thank you. Here there is the list of the different parts of the 15118. In this domain is very important the part 20, so the third of the list, 20, because it's the one that enables the bidirectional exchange of energy, meaning that the car can become, the vehicle can become sometimes also a seller of energy power to the grid for make profit depending on the tariff or the timing in which you exchange energy, or to contribute to sustain and to stabilize the grid. And this will become probably a published standard beginning of next year. It took more than 5-6 years of long discussion between 400 companies of the two domains, end user, we, and grid side company, because it's very complex and it is very important to write it in the proper way. Going to the next. Here, the standard for the bidirectionality, also on the grid side, these are the IEC standard dealing with the two, the communication of energy, the transfer of energy from the grid to the car, as you can imagine for charging of the battery, but also the opposite. In particular, the last that is very, very new activity in progress, the 63302 with its three parts, is a very important standard because try to see all these elements as a system. As you understood, when there are a lot of players in the chain, it's difficult to be confident that everybody works together properly. The aim of this last standard is to look at the other standard and to harmonize them in order to make the end user happy and the grid satisfied, because otherwise it's not obviously a win-win model. Going to the next slide, you find the particular for the two wheelers, very important standard on the swapping of the battery. In the case of cars, is a dream coming up and down in the decades. Up to now, we have not accept some Chinese solution by NIO and establish effective solution, but for two wheelers is already a reality and can be a very interesting way to decouple the charging time by the time to stay waiting for it, meaning I charge the battery offline and I simply swap the battery at the station, making the experience of the stop of the car, of the vehicle in general, shorter. The last slide of the slide is the one dealing with the low voltage case. So it's very important, particularly for the two wheelers, while the first three are generally applicable both for high voltage and low voltage vehicles. Going to the next. There is a list of standard for repair and maintenance. They are in general fitting large volumes. They are trying to find a way to standardize process also of action on the road when the vehicle has a problem, but they fit very well mass market volumes application. While going to the next, are the two important, next slide please, the two important standard that we follow, at least in Europe, to operate on the vehicle, both maintenance, both transformation, both repair in safe way. The first is a European standard, let me say standard, the AEN 50110, applicable in all Europe, that is the one that define all the issue of safety, how to make the vehicle safe because to operate, how to train people that has to do the check, and so on. As said before, for two wheelers at lower voltage, less critical, but some problem due to the arc, the short circuit can anyway take place. While the lower, that is a European regulation, define the so-called personal protective equipment. So what you have to have as user to operate on high voltage in safe condition, or also on low voltage for arc. You see there are gloves, there are
and glasses, there are helmets, there are screens, there are dresses, but not only, because in the personal protective equipment are also included the tools you use in the operation, for instance, the screwdrivers, and the instrument used to measure, like a voltmeter. All of them has to have characteristics that make them safe. Otherwise, the risk comes from a short coming from your screwdriver or so on. I feel in your country, in Asia, there will be equivalent. These are the two mother elements that everybody that has to operate on electric vehicles to know very well. Knowing this very well, electric vehicle becomes better than traditional. Not knowing then, the risk is that you leave problems in one world and you find other different problems in this new one. Going to the last slide of the presentation. Here I put, coming from the previous training we had last week in Nepal, with Nepal colleagues, they asked me what's in the other places, because I show you something that is worldwide or European, but not always the country follow the worldwide regulation. In particular, American people like a lot to stay on their standards. SEI, that is the Society of Automotive Engineers, and IEEE, that is the Institute of Electrical and Electronics Engineers, produce standard, the first in the domain of ISO, the second in the domain of IEC, that are applicable and used mainly in North America. In general, this number means that the American colleagues do not participate to the global standardization, ISO, IEC, but obviously they try to harmonize the new standard worldwide to their one. Or anyway, seeing the positive of that, guarantee a coherency among their standards and the global. Sometimes their standards are the starting point for the global, or are used waiting for them globally. A typical example is in autonomous driving, where the level 2, 3, 4, 5 of the autonomous driving, today worldwide recognized, comes from an SEI standard, waiting maybe to have an ISO in future. In the following, you see the Chinese scenario, that obviously for you is very important. China is one of the bigger producers of components in this domain. Here is explained how they operate. They have a SAC, Standardization Administration of China, that deals with standard. They have different standard. The standard goes under the acronym GB. G stands for Guo Biao, sorry for my wrong, maybe poor pronunciation, standards. And these are all mandatory, means like a law, in this case are GB only, or are, let me say, highly recommended, the GB/T. In general, the technical belongs to the second category, and they have produced a lot of standards. In general, up to some years ago, they were taking the international standard as starting point to maybe adapt or accept them as a whole, depending on the case of their needs locally. Now they are becoming more proactive. If you go to the next slide, I show you two examples. Here you see the AC connector for charging. You see type 1, 2, 3, the one I showed you before, the first three columns of the table, are under the IEC standard shown before, the type 1, mainly North America and Japan, because there is a single phase distribution, so it's a connector fitting the needs. Type 2 for Europe, that is single phase and three phase, because we in Europe have in some county like Germany also three phase directly at home, and the type 3 for the smaller vehicle. And you see the Chinese graphically seen seems very, very similar to the type 2, the European one, is a single phase with a two phase, three phase applicability, but there are some differences, probably coming from different needs they had, because don't forget that we cannot modify completely the electrical grids of a country just because we want to make electric vehicles. We have to take care of what was before. Here, Chinese come after, and you see 2011, and so they some way started from our standard. If you go in the next, you see a similar comparison for DC charging, and here the story is different. You see the Tesla solution on the upper, on the right side, that is different. Tesla is standard. The CCS fitting one North America, two Europe.
The CHAdeMO, CHAdeMO is the Japanese standard that is based on CAN and not on PLC communication. The first Chinese, the GB/T, that was some way a twin of the CHAdeMO. And now the new GBT. The new GBT is a common standard, a joint standard between Chinese standardization body and Japanese one to have higher power. You see by the first row, they are moving to power close to 1 megawatt, particularly for the very extremely fast charging and buses. This standard will be something, probably according to what is coming, the upper power applicable one, and it will be steered also by the Chinese. So they are recovering, as you know, very fast and are becoming also in this field, in, when useful and needed, the forerunner, let me say. Going to the next slide, I put in the last three, four slides, something about the EuroNCAP evaluation method. It's something not compulsory, you have not to do it to homologate vehicle, but is a way of using Europe to give, through STAR method, an evaluation of how much a vehicle is really safe for the end user, the adult and the child occupants, the first two, but also from who can be harmed by the vehicle, like pedestrian and like bicycles, the racer. And last element on the purple color, the one dealing with the new system supporting the driver, like ACC, ADAS, all the system, plus or minus automatic, that help the driver to be less dangerous for who is around the car. In the next slide, you will find a more detailed description of these. You can click sometimes because there are a lot of parts. Thank you very much. Thank you, great. I don't want to bore you too much, but here you see the more clear definition of the five, four areas. The most newest are the child part, more deep for crash condition and behavior after. The third about the bicycle user, as mentioned before, and the fourth that is added to take care that new cars, for instance, are taking more and more into that. Going to the last slide, that is the next. In the last, I have put one very important reference, at least in Europe, four-wheelers, so L category vehicle, the same three-wheelers, two-wheelers, can be homologated without crash test, differently from cars. Cars not passing crash test cannot be homologated. Up to now, the smaller vehicle, yes, because the assumption is that they have lower speed, and due to lower speed, they are less dangerous and so on. Unluckily, they stay today in a place where big cars, big trucks are also operating. And so even if they by themselves can be not risky, can become risky if close to the other vehicle. So what has been done by EuroNCAP is to define another star rate for a category different from the passenger cars shown before, in which they put two tests, two full scale crash tests at 50 kilometers per hour, full frontal impact against the barrier, like the one you see in the picture, and a side impact test, 50 kilometers per hour, so something coming 90 degrees to the side of the car, to verify which is the behavior. As you can see, in this case, 50 kilometers per hour is not Formula One speed. That's what could happen with a four-wheeler not designed according to the safety concern. That could be, in my opinion, for country where there are a lot of smaller vehicles, an important element to be considered to help the process. That's all. I want just to remind you something verbally. UTT, so the University of Transport Technology, your one, and in particular Professor Kiem, has done a very valuable job to compare all the standards I present to you with your local standards and product certification that are called TCVN, the standards, and QCVN, the second. There is a document prepared by him that is available, thanks also to Solution Plus, in which there is a table putting all the standards I show you and the regulation, and on the side of that, in another column, all what is in force at Vietnamese reality level. That's very, very powerful because it gives to you an immediate correlation. By that, he has been able also to identify which are the new steps that at Vietnamese level you have to do to be 100% in line with this process. And he highlighted in particular for the transformation of the two-wheelers with internal combustion engine to two-wheelers with batteries, three areas where at local level, at Vietnam level, you need to make
standard level, more activity to have local standard. And these are the swapping of the battery, the fast charging, that are two very important parts in the trends, and the docks, the charging docks. That's for standard. For the regulation, I at the beginning presented to you the regulation 136, the one dealing with safety for two-wheelers. He said that today is still not available a one-to-one version of that for the Vietnam reality. But that's, in my mind, is a very powerful way to have a guidance how to do in the next year and how to use today the existing standard for your purpose. That's all. Thank you for your passion. Sorry again for the English. And if there are questions, I can try to answer in English. Thank you very much, Dr. Vito, for very technical and informative PowerPoint presentation. Then we can go around the world about the technical standards from the European, Euros, US, then we come back to the Chinese. And I found that there are some questions for you in the Facebook chat. So can you read it or answer directly? Or can I ask Mr. Van Fee to have if you direct... want, I can try to answer to the one I read in the chat. I see in the chat question coming from Mr. Van T.P., sorry for the pronunciation. The first is about homologation standard. You can do in principle what you like, in the sense that each local body, depending on the agreement that has at regional level, I don't know if Vietnam is linked some way to the Asian, but in principle is the Vietnam body that make the homologation, and so can define how to adapt, modify, or make new the regulation according to the local needs. I suggest to use the existing, if you're not, to use the existing standard, for instance, the one mentioned before, the R136, as a basis, and then modify, adapt, change it according to the needs. In general, as I said before, regulation does not mean you have to do what the European, what the American does, because maybe in your case, there are a reason why it's not 100% applicable. It's a good starting point, but it's something that has to be adopted with a very critical mindset, meaning verifying if it fits your needs or not. And the second, what kind of priority regulation should be implemented for EV? I feel that what I said about the document of Dr. Kim some way, I hope, answer already, meaning that at this stage, what seems more urgent and to be done are the part regarding the new ideas, new technologies to make the charging phase faster, meaning the swapping of the battery on one side and the DC fast charging on the other. The other question, if EV are charged wirelessly, will there be any policy changes? What do you mean with policy? In the sense that if you mean if there are different safety requirements, there are good points. One point is that due to how the system is done, the emitter, the one in the ground or in the upper part if it is a bus, and the one in the vehicle are decoupled. It's like a transformer, and that makes complete galvanical insulation between the ground system and the vehicle. So make it more robust, but anyway, you have to be confident that the system has the same level of protection in respect of shock, in respect of arc that you have in a standard. The other point that's important, be aware of the EMC issue. EMC issue, when you have a system open, like it is the one mentioned, has to be covered very, very deeply. If the charge takes place with vehicle not in motion, like a stop, like a parking, in general, it's easy to be taken under control. Other story, if you have in mind something that has some example in the world, for instance, in Korea, there is a bus doing that, that is the charging in motion. So imagine to have the primary, the emitter, all in the ground of the road and your vehicle moving over, so continuously switching between one coil to the other. In this case,
due to the possible disalignment of the vehicle in respect of the primary, the way in which the electromagnetic field can move around the air can be different. And here, the issue has to be verified with more attention. Okay. Thank you, Vito. So I found that there's some other questions, but it seems that we don't have enough time to explain here. So we will, may come back on, dry up the answer and the question later. Yeah, anyway, keep in mind, for any question, don't hesitate to write me, and I will also answer directly to who needs it. Thank you very much for the... You're welcome. Yes. À, kính thưa các anh các chị, thì chúng ta vừa mới nghe một bài trình bày rất là kỹ thuật và đầy thông tin của tiến sĩ Vito. Thì tiến sĩ Vito đã cho chúng một số cái điểm mà chúng ta cần lưu ý, là chúng ta vừa mới nghe về tất cả các cái loại tiêu chuẩn đối với xe điện. Đối với xe điện hiện tại trên đang áp dụng trên thế giới, từ cái UN ECE cho đến ISO, cho đến các cái tiêu chuẩn của cái hội đồng kỹ thuật 22 và của cả cái tiêu chuẩn liên quan đến IEC và hội đồng kỹ thuật 69, cũng như các loại tiêu chuẩn của Mỹ và của châu Âu. Thế thì trong cái này thì có một số cái điểm mà chúng ta tiến sĩ cũng đã lưu ý với chúng ta, rằng là đối với các cái loại tiêu chuẩn đối với xe điện thì chúng ta sẽ có hai cái. Thứ nhất là đối với những cái thiết bị và phương tiện xe điện mà chúng ta sản xuất nguyên chiếc, là tất cả các cái thiết bị của cái phương tiện điện đấy thì chúng ta được sản xuất một cách đồng bộ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có một số cái loại phương tiện khác mà chúng ta có thể rằng là chúng ta có thể sửa chữa hay nâng cấp hay là modify một số cái hợp phần nào đấy để mà nó đáp ứng được các yêu cầu của xe điện. Thì đối với cái trường hợp này thì chúng ta cũng sẽ có các yêu cầu trách nhiệm về kiểm tra kiểm định hợp chuẩn đối với cái nhà sản xuất hay đối với cái đơn vị mà thực hiện những cái thay đổi kỹ thuật đối với một số cái hợp phần nào đấy trong cái phương tiện điện. Ngoài ra thì là có một số cái nội dung, có 5 cái nội dung chính đối với tiêu chuẩn phương tiện điện. Đấy là đối với an toàn điện, đối với kết nối, đối với sạc điện, cái vị trí truyền điện, hay là đối với hệ thống điện, hay đối với cái ắc quy, cái khu vực mà lưu trữ điện ở trên phương tiện. Ngoài ra thì là qua các cái tiêu chuẩn tiến sĩ Vito đã nêu, thì chúng ta ông cũng lưu ý rằng là đối với tất cả các cái loại tiêu chuẩn ở đây thì là chúng ta xem xét như là một cái điểm khởi đầu để mà các cái nước khác có thể là xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn mà hài hòa hơn, phù hợp với cái điều kiện và nhu cầu địa phương hơn, chứ cũng không nhất thiết là phải áp dụng 100% tất cả những cái yêu cầu của những cái bộ tiêu chuẩn đấy. Thì tùy thuộc vào cái điều kiện của từng quốc gia, của từng địa phương, thì chúng ta có thể là phát triển được một những cái hệ thống tiêu chuẩn của mình. Nhưng mà ông cũng lưu ý rằng là đối với cái vận hành và các phương tiện điện từ cái 2 bánh cho 3 bánh cho đến bánh, thì chúng ta cần thiết rằng là chúng ta phải tiêu chuẩn hóa tất cả các cái yêu cầu đối với cái phương tiện điện. Tại vì phương tiện điện thì nó liên quan rất nhiều đến cái tính năng an toàn trong quá trình vận hành. Ông cũng đã lấy một cái ví dụ đối với Trung Quốc chẳng hạn, thì Trung Quốc cũng đã có những cái thay đổi cụ thể hay là những cái điều chỉnh nhất định để mà đưa vào dựa trên những cái tiêu chuẩn quốc tế để đưa xây dựng các cái tiêu chuẩn cho quốc gia của mình. Thế thì đấy là một trong những điểm lưu ý của ông. Thì rất cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ cái bài trình bày rất là khoa học của ông. Cái phần tiếp theo thì cũng là một phần rất quan trọng, thì chúng ta sẽ nghe về các cái nội dung mà liên quan đến ắc quy, thì là cái vấn đề mà ắc quy như thế nào, và thu hồi, tái chế hay tái sử dụng ắc quy ra làm sao,
trong cái xe điện thì là đây là một trong những cái nội dung rất quan trọng, tại vì là không những là ắc quy đảm bảo cái an toàn cho vận hành phương tiện điện mà nó còn đảm bảo những cái yêu cầu đối với cái ô nhiễm môi trường, hay là hạn chế, hay là khi mà chúng ta quản lý tốt được cái các cái nội dung có liên quan đến ắc quy thì là chúng ta có thể là tối ưu hóa được các cái giá trị mà xe điện có thể đóng góp cho cái tiến trình phát triển, cũng như giảm phát thải khí nhà kính hay là gây ô nhiễm môi trường. Thì rất là nhiều các cái nghiên cứu về cái tác động của ắc quy đối với môi trường, thì là trong cái quá trình sử dụng xe điện thì ắc quy sẽ quản lý thế nào, sẽ được thu hồi tái chế ra làm sao. Thì chúng ta sẽ tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe một bài của tiến sĩ Horizon Gitano Bridge. Ông tiến sĩ Horizon thì là có bằng cơ khí tại Đại học Colorado của Hoa và ông là giảng viên tại Đại học Colorado từ năm 2002 đến 2004, và từ năm 2008 đến nay thì ông thành lập và điều hành công ty công nghệ Focus Applied Technology, một trong những công ty sản xuất động cơ và hệ thống kiểm tra đo lường điều khiển động cơ phương tiện giao thông. Và ông cũng thường xuyên giảng dạy tại nhiều trường đại học và các cái ngành công nghiệp, thực hiện nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ và phi chính phủ khác nhau như là UNFCCC, UNEP, hay UNDP hay GIZ. Ngoài ra thì là ông Chủ tịch Ủy ban Phát triển Tiêu chuẩn Đo lường Quốc gia. Ông cũng có làm việc với cái tổ chức là Chủ tịch Phát triển Tiêu chuẩn Quốc gia của Malaysia. Ông còn làm việc với là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Kuala Lumpur hay là ở Viện Tây Ban Nha của Malaysia. Thế thì là thì bây giờ chúng ta sẽ nghe bài trình bày của ông. Dear Dr. Horian Gatinato Bris, now we would like to invite you to have this the presentation about the battery case and technical requirement and policy for maintenance, testing, recall, recycle and reuse the battery for the EV. Dr. Horian, please. Thank you. Ok, cảm ơn. Thank you very much. Choi Bui, chào. Good afternoon to everyone. Nice to be here. Klong Nai Tieng Viet. So, I'm also going to do English. 1,000 apologies. I believe I should be able to share my screen, and I will have the application. We will be looking at. Okay, you should. So you've got the title page. Yes. Hello. Yes. Okay. Yes. Yes. Thank you. Okay. So. As mentioned, I do a lot of work in electric vehicle policy, the standards development in Malaysia. And so we have a lot of experience in development of electric vehicles. We do a lot of combustion vehicles as well, as you can see from some of those pictures. So hopefully I'll only take a little more than 20 minutes to talk about this and have some time for questions at the end. So within Malaysia, we have developed a series of different standards for electric vehicles. These include 2, 3, and 4-wheeled vehicles. And it's everything from bicycles all the way to small cars. Of course, there's standard automotive standards for the electric cars as well. In the light vehicle category, the 2, 3, and 4-wheelers, there's 3 different major categories that we specify. The bicycle class is the vehicles that go less than 25 kilometers per hour. We've got a moped class, which is 25 to 50 kilometers per hour top speed.
And then you can see at the bottom, there's motorcycles that are greater than 50 kilometers per hour. There's a lot of new motorcycle type vehicles getting onto the road, but most of the vehicles we see on the road currently are this moped style. So we have different standards for safety and quality and things like that. And we've even specified a minimum range per vehicle. This is to try to eliminate some of the very poor quality product that has very low ranges. You'll also notice in each case, we have a minimum battery life of 300 cycles. This results from a survey done with owners of electric vehicles. And a lot of them have mentioned that their biggest disappointment with the vehicles is how many charge discharge cycles the batteries last. Some of them don't last very long at all. And so we've come up with a minimum specification of 300 charge discharge cycles for light duty vehicles, relatively accomplished even with the batteries. Malaysia hill tree as southeast and Vietnam have a minimum hill condition on most of our electric vehicle standards. It's also tropical and rains. It was just raining very heavily right now. So same with Vietnam, we get a lot of rains and flooding. So electric vehicles have to comply with some flooding standards as well. Now, a lot of these same standards apply to cars and two-wheelers. One of the biggest differences, though, is that with the cars, they require a dedicated charging station, whereas the smaller vehicles can be charged from any standard 240-volt outlet. When we to the batteries themselves, there's a lot of standards that can apply. Mostly these are copied from European standards, as was mentioned by the last speaker. Has a lot of battery-specific standards and tests in it, power and capacity testing, mechanical testing, you know, drop test and puncture test, electrical short circuiting, overcharging, water ingress testing, leakage testing, and of course, electromagnetic interference testing. Now, all these standards are available, and of course, we've got these standards for Malaysia. So if anybody's interested in a copy of those, you can get them from me, you can get them online, and they will tell you in great detail the battery standards. With batteries and battery recycling in electric vehicles, one of the important things is a label. We want to make sure that it's always got a label. The battery is labeled with what is the battery chemistry, or what is the power or amp hour capacity of the battery, and if there's any special requirements for recycling. Of course, you want to have the polarity listed on it, the manufacturer date, and things like that. That's important because later when the vehicle is end of life or is involved in an accident, someone needs to be able to quickly and easily identify the specifications of the battery to see is it a hazard and how to deal with it. So in our standards, as mentioned, we have come up with battery life cycle. Of course, range testing is also important. And these are usually done on chassis dynamometers or in the case of film, and then you test the battery pack. And this is kind of a new thing. Most existing standards don't specify a charge discharge cycle for the batteries, but we've begun doing this on all classes of vehicles because it is basically the number one customer complaint about electric vehicles. Of course, for range testing, you want to make sure that it's done consistently. So generally, this involves automated testing on a chassis dyno of some sort. We do this a lot. And previously, we would drive the drive cycles by hand. But a lot of the current electric vehicles, even the two-wheelers, can last a very long time. So it winds up being a test that you have to ride for like 8 hours a day, which is a very long time. So generally, all of this is automated. The company run here in Malaysia actually makes a lot of this equipment. We do a lot of road verification testing as well. And what you can see at the bottom is these were electric bicycles. The same electric bicycle with two different battery packs, a lead acid and a lithium ion. And you can see that clearly the lithium ion gave it further range and was much smaller and lighter. But of course, it was also more expensive.
That's one of the trade-offs. When we start talking about battery recycling, one of the things that I like to start with is how much money is there actually in a battery? How much can you recuperate from it? So this is an analysis of some automotive electric vehicle batteries, and what is the value? It turns out that you can recuperate somewhere between $1 and $4 per kilo. That's US dollars per kilo of battery, if it's completely recycled. Now, how to recycle it generally is done in two stages. The first stage is the dismantling of battery pack. And at that stage, there's a lot of materials, wires, and things that can be recycled. The final stage would be actually dismantling cells, and that's much more difficult. So in some of the countries that we work with, developing electric vehicle battery recycling schemes, a lot of them just opt for tearing the battery pack apart and recycling the simple little materials, the wires and the case. The cells themselves are just too difficult for them to recycle. So those are sent back to or sold back to usually an electric battery manufacturer. This is a kind of a schematic diagram of what would happen if you've got a dead electric vehicle, as shown on the left. You'd pull the battery out and transport it to a recycling center. At the recycling center, you would generally want to tear the pack apart and recycle the easily recyclable materials from the battery pack. And then some of the cells can either be reused or you send them for recycling. Now, when you send them for recycling, usually the cells have to be ground down. They can be separated electrically or smelted or hydrometallurgically separated. That's a very difficult process. It requires some, you know, anytime you get grinding the cells, there's a lot of safety issues involved. And usually this is only economically viable when you have very large volumes. So here's a drawing of a plant where you would recycle the individual cells. And you can see we're talking about heavy equipment in there. Usually you'd need maybe hundreds of tons per day to justify a plant for recycling these batteries. And in a lot of the smaller countries, I'm assuming, including Vietnam, this is not going to be something you're going to need to worry about for the next 20 years, maybe. When it comes to electric battery handling, there are a lot of safety concerns. A lot of people are afraid of electric vehicles or electric batteries simply because they're new. Just because they're new does not necessarily make them more dangerous. There's very few things that are more dangerous than the petroleum tank in a conventional automobile. However, there are some precautions that should be taken with electric batteries and electric vehicles in general. So we'll talk about that next. So there's a lot of rules that you want to follow for electric battery handling to make sure it's safe. And these were developed by various different organizations, including, surprisingly, some of the navies, because the navies use submarines, and submarines are propelled electrically underwater. So they have rather extensive safety guards for handling the batteries. So to begin with, we want to make sure that damaged batteries are only handled by people that have training for handling electric vehicle batteries. You don't want firemen or policemen or someone at an accident site to be grabbing electric batteries and playing with them, because they could be very dangerous. Before you transport any electric batteries, they should be discharged. And in fact, generally, before you store a lot of the electric batteries, especially the lithium ion batteries, they should be discharged as well, because they'll tend to degrade if they're stored fully charged. The third item down there is battery discharge should be performed very carefully. Different batteries can be discharged at different rates. And some batteries, like, for example, lead acid batteries, you don't want to discharge those before you store them. The lithium ion batteries, you do want to discharge those before you store them. So you have to treat the batteries appropriate for their chemistry, which is why we want to make sure that they're labeled appropriately.
Electric power terminals, of course, should be secured. You don't want loose wires bouncing around and shorting out, because that can cause batteries to explode. Generally, when you're moving these batteries around, they can be fairly heavy and bulky. It is recommended to always move around on trolleys to avoid dropping them. The batteries, if they're leaking or it looks like they could leak, they need to be put in leak-proof trays, obviously. In case you do come in contact with the electrolyte, some of it can be caustic or, in the example of standard automotive batteries, lead acid batteries, the acid is definitely not something you want to keep on your body. So if you come in contact with the electrolyte, obviously you want to wash it off as quickly as possible. Electric batteries should never be transported in the passenger cabins of vehicles. And, you really do need to be transporting these on a truck and outside, because there are instances where they have either begun to leak. You don't want to store these batteries in any habited area, any place where there's people. And generally, electric battery storage facilities need to be clearly marked and identified so that you know this is for electric batteries. Of course, it's very important to always have the appropriate firefighting equipment on hand. And for electric batteries, we're usually talking about a type D type fire extinguisher. It's one of the few things that's effective against the lithium fueled fires. Of course, when you store the batteries, generally you want to put them in a flame proof container, and it's well ventilated, or either combustible gases or also smoke in the event of a fire, keeping the batteries away from other batteries or in sort of sequestered, so that if one battery catches on fire, it won't catch adjacent batteries on fire, is also important. So if you're talking about a recycling center, it's, you're going to need a large volume dedicated to storage. And of course, it needs to be ventilated and put together in such a way that batteries cannot burn through your entire factory, because that happened up in Canada at a battery recycling plant. Of course, you want to keep the batteries as cool as possible, right? Heat adds danger. Now, we've got another list here, which is sort of like recommended government policy type things. And this, again, was developed over many years relating to some of our standards work and also some of our work with the Malaysian Institute of Road Safety Research, who investigates accidents. So a lot of these are oriented towards product safety. Product safety is very important, but there's also stuff related to information for the consumers. And then we've got, other categories such as quality requirements, the vehicle range requirements. That's a basic quality requirement. Then there's also getting back to the concept of charging or even replaceable batteries, getting back to interoperability with existing infrastructure. Now, the picture you see on the right, this is the battery health versus age for a number of car batteries. These are from, I believe, a Nissan Leaf. And they introduced it with a 24 kilowatt hour battery pack, which had a fairly decent life. You can see the red dot in there indicates the design life, and they wanted to make sure they had at least 80% of the battery capacity after 5 years, and the original 24 kilowatt battery pack had it. They came out with an upgraded version that had a 30 kilowatt battery pack, and you can see the initial data on that showed that it has a much lower lifespan. So essentially, it fails the design point. Well, it's important that consumers have access to this kind of information, because they're paying more for a 30 kilowatt hour battery pack, but it's only going to last half as long in terms of charge discharge cycles as 24. That's an important thing consumers need to know. So vehicle labeling and things like that are important for the governments to require. So these government regulations, these are recommendations that have been come up with over years of doing this sort of work. And vehicle labeling is certainly very important.
a vehicle labeling in terms of the fact that it is an electric vehicle for emergency responders, but also what are the voltages and currents, what is the range expected out of it, what's the life cycle of the battery. Many countries now require labeling for fuel efficiency on vehicles. Okay, that's a very good thing, or it can be done in terms of CO2 emissions, something like that. Electric vehicles really need the same thing. You know, when you buy a combustion vehicle, you know that if you fill up the tank, it'll go 400 kilometers. You know that 10 years from now, when you fill up the tank, it'll still go 400 kilometers. The problem with electric vehicle is you could buy an electric vehicle that had a 400 kilometer range today, but 10 years from now, as we saw in the last slide, it may not be able to go even half that far. Well, the customers need to know this in order to make an appropriate decision. So looking at number two, the manufacturers really do need to give instructions for battery removal, discharge, and any special precautions. They're the ones who know it the best, and you can't expect every mechanic shop to know every single battery's specs for every single battery, right? So the manufacturer needs to provide this information, and it's to be provided on a label on the battery. So looking at number three, yes. Battery labeling is very, very important. It needs to be very obvious so that even 10 or 20 years from now, somebody can look at it and know what needs to be done safely to safely take care of that battery. Obviously, the government can say that any vehicle or manufacturer that doesn't comply with this would be prohibited from selling in the country, naturally. Any vehicle, of course, that is deemed to be unsafe via national road safety regulations should be prohibited. And this isn't anything unique to electric vehicles. This applies to all vehicles. When we get down to number six, we're talking about battery cycling. The batteries may have a lot of valuable materials in it, but they can also have hazardous material. And so they really should only be recycled by government-approved battery recyclers. Spent batteries from electric vehicles certainly should not be just thrown away as trash. You're wasting important resources and potentially causing an environmental problem. So battery recycling for electric vehicles does need to be regulated. Number seven, police and fire responders, they need to be trained in dealing with electric vehicle batteries and accidents, including the handling of them and, you know, do you put water on it? Do you put foam on it? Things like that. And that's for their safety and the safety of other people around there. Storage of electric vehicles post-accident is also important. There were cases where electric vehicles were crashed and they were put on the side. 2 days later, they would explode in flames. So they certainly need to be stored someplace safe. That is information. I targeted 20 minutes, which we've hit just nicely. I would like to open it up now for questions and answers. And you can just see in the screenshot on there, we have some software, which actually has some Vietnamese on it because this is distributed, I guess, fairly widely in Vietnam. So with that, I would like to pass it back to the moderator and see if I can maybe answer some questions. Thank you very much, Dr. Horizon, for very informative the presentation on the all thing about the batteries, battery cans, the recycle, reuse, the recycling. And then now we open for discussion. Kính thưa các anh các chị, thì chúng ta vừa mới nghe một cái bài trình bày của anh, của tiến sĩ Horizon về cái acquy. Thì không biết là các học viên, các anh các chị, các người tham gia hôm nay thì có ai có câu hỏi gì dành cho tiến sĩ Horizon đúng không ạ? Okay, one question that was asked already, and they're talking about licensing. The electric vehicles, if they go for the motorcycle class and above, if they're going more than 50 kilometers per hour, they are licensed in exactly the same way that combustion vehicles are licensed. Basically, you require a driver's license, insurance, road registration, paying road tax, must wear a helmet, and things like that.
for the bicycle class, 25 kilometers per hour and below, in that case, you are not required to have a license or any special registration. And now there's this intermediate category of vehicles that are in the 25 to 50 kilometer per hour range. And for those, we recommend that you do have a helmet, but currently it's not required. And then there's the question of driver's licensing. And the recommendation is that, yes, you need to have a driver's license because the vehicle can potentially go 49 kilometers per hour. So the licensing isn't specifically broken down differently between combustion vehicles and electric vehicles. It's broken down by speed category. So it's very similar to how most countries deal with bicycles versus motorcycles or something like that. Actually, so may I have one concern that the in the Ukraine or in the countries of, you can say some information about the how the recall requirement for the manufacturers who may in charge of the whole life cycle of the batteries. So we have any requirement or regulation for the recall as the responsibility of the manufacturer. So the question is, we do regulations relate recall or the end life of the batteries? In Malaysia, no, not currently. We wanted to implement this and we wanted to make the manufacturers responsible for the batteries at end of life. There's some problems with that though. For example, when you're a distributor and you buy in bulk from overseas, the manufacturer is in China, and you sell these vehicles through many different very small shops and even small towns, and keeping track of the batteries and where they went and how to get them back is very, very difficult. So instead of requiring that the manufacturer take back the batteries at end of life, we simply require that they're labeled that the batteries cannot be disposed of as trash, that they need to be disposed of properly, which in this case means taking it to what we're recommending is taking it to a government authorized battery recycling center. Thank you. Then I see that we have two more questions for you on the charge box. Sure. So there's some very good things coming out and talking about the environmental impact of the batteries. For the most part, modern lithium ion batteries are actually fairly benign. There's not a lot of problematic materials in them. Of course, when we talked about older versions of batteries, NiCads, the cadmium is a very hazardous material, not something you want to have floating about in the environment. Lead acid batteries, of course, lead is a potentially harmful material, but it's also fairly valuable and it's very easy to recycle. So we don't generally see people dumping lead batteries. We see that there are actually scavengers that will go collect lead batteries for their recycling. Now, there are some materials used in some batteries that can be harmful, but for the most part, we don't see a huge environmental impact from the lithium ion batteries. And I think, the researchers are always trying to improve the capacity of the batteries and they'll use any material that they think will give them an advantage. But there's also a growing understanding that you really don't want to have mercury and cadmium and some of these hazardous materials in the batteries. So what are the stakeholders? Should they be government or private enterprise? I think it really needs to be both. What we see in Malaysia in our standards committees is we have a fair representation from government, but we also have a lot of people from industry as well. So when the government side says, oh, we need to do this or that, the industry side can say, wait a minute, does that make sense? Or, hey, there's an easier way to do it. Like, for example, when we talk about recycling of lead batteries, the government could say, oh, we need to make sure people are not disposing these lead batteries because they're hazardous. And the industry guys look at them and they say, nobody throws away lead batteries because they're very valuable. They're always recycled. So you don't need to waste a lot of time worrying about legislation for recycling lead batteries because there's no issue there. Government and private enterprise really
do need to work together. And actually, Malaysia, we've got quite a decent system for developing standards, because it involves a pretty good balance between the government side and the private sector as well. Yeah, one of the other questions was how to handle the waste. And generally, I think, honestly, probably for Vietnam, the best way to do it is to work with the bigger Chinese or even Indian manufacturers of batteries and take the old cells and sell them to the manufacturers. Those are the guys that are going to be best able to do it. It doesn't result in an environmental problem anywhere in Vietnam. But it really should be looked at on a battery by battery basis to make sure you're dealing with all of the materials in that battery appropriately. Okay, any last questions? I think we've got like 2 minutes. Tim, that's a no question. No more right. questions. Well, come up with us. If there's no further questions, okay, no problem, no problem. If there are in the future, feel free to get a hold of me. My email address and everything, and even phone number is on there. So thank you very much. Cảm ơn. And again, Lê Lam Bơn. Yeah, maybe next time. Thank you very much for okay, thank you all. For the sharing information. Thank you. À, chúng ta vừa mới nghe một bài trình bày rất là chi tiết về pin thải, về pin và cũng cái xử lý các cái vấn đề có liên quan đến pin. Thì tiến sĩ Horizon cũng đã nêu với chúng ta rằng là ông cũng nêu kinh nghiệm đối với Malaysia. Thì hiện tại đối với Malaysia thì có rất nhiều cái tiêu chuẩn liên quan đến ACQUI của cho xe điện đã được xây dựng, và phần lớn thì họ dựa trên các cái tiêu chuẩn của châu Âu. Thì nếu mà ai mà quan tâm thì có thể liên lạc với ông để có các cái thông tin chi tiết hơn. Ngoài ra thì trong bài trình bày của ông thì chúng ta cũng đã nghe về một cái quy trình các cái tiêu chuẩn liên quan đến pin cho từng cái loại phương tiện khác nhau, đối với các cái yêu cầu khác nhau. Và trong đấy thì có một các cái bước hướng dẫn kỹ thuật rất là cụ thể đối với cái việc mà xử lý pin hay tái chế pin đối với những cái trường hợp mà pin có sự cố, và để đảm bảo an toàn như thế nào. Thì ông cũng đã đưa ra 5 bước thực hiện, thì sau này chúng ta có thể tham khảo thêm. Ngoài ra thì ông cũng đã có nói đến tất cả những cái chính sách của chính phủ có liên quan đến cái hỗ trợ những cái nội dung này. Thì là trong đấy thì có hai cái vấn đề quan trọng, đấy là cái nội dung mà ông kiến nghị đây, đấy là chính là cái việc là dán nhãn đối với xe điện, thì là hoặc là dán nhãn đối với cái nhà sản xuất. Thế thì là các cái nhà sản xuất thì là phải đảm bảo rằng là cái đảm bảo cái tính an toàn của các cái ắc quy, và đảm bảo các cái thông tin minh bạch, cung cấp chính xác cho để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn các cái pin và cái ắc quy phù hợp, và cũng như là có các cái quy trình quy định hướng dẫn về cái việc mà sử dụng sau này. Ngoài ra thì ông cũng nêu một cái ví dụ về cái việc mà dán nhãn đối với phương tiện chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã làm để mà chúng ta có các cái mục tiêu về giảm phát thải khí CO2 chẳng hạn. Thế thì là cái phương tiện điện cũng nên dán nhãn, do khi mà dán nhãn thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà nhìn vào cái chủng loại phương tiện đấy, chúng ta hiểu rằng là đấy là phương tiện thuộc loại gì và cái loại ắc quy nào có thể phù hợp với cái loại phương tiện đấy. Hay là cũng có một cái nội dung liên quan đến dán nhãn đối với ắc quy. Thế thì là ông cũng yêu cầu rằng là phải rõ ràng và phải ít nhất là thông tin rất là rõ ràng, và thông tin phải có thể là đáp ứng được trong thời gian dài, có thể 7-10 năm chẳng hạn, để chúng các cái thông tin liên quan đến ắc quy nó vẫn hiển thị rất là rõ ràng đấy, thì để cho các cái hướng dẫn, để cho các hiểu biết kỹ thuật sau này có thể xử lý được tốt hơn. Bài tiếp theo thì chúng ta sẽ
Tiếp theo chúng ta sẽ nghe một cái bài trình bày lại liên quan chi tiết hơn nữa đối với phân loại xe, phân loại phương tiện đối như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe bài trình bày của tiến sĩ Christian Rodriguez-Santis. Ông là kỹ sư tương đông đối với các cái dự án do IDA tài trợ và quản lý ở Tây Ban Nha, cũng như cung cấp các cái hỗ trợ và chuyên môn cho hơn 20 văn phòng của công ty. Và ông cũng đã cung cấp các cái dịch vụ cho cái sự là tương đồng về mặt tiêu chuẩn trên toàn thế giới, bao gồm châu Âu, Hoa Kỳ hay Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Đài Bắc, Trung Hoa, và trong đấy thì có cả Việt Nam nữa. Thế thì là bài tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe cái bài trình bày của ông. For the next presentation, I would like to invite the Dr. Christian Rodriguez-Santis to have a presentation on the typology of the vehicle classification, and European homologation. Christian Rodriguez-Santis, please. Okay, thank you very much for the introduction, and I am very happy to be here presenting the requirements and the classification for Europe. So let's see the presentation. I also apologize for presenting this in English because my level of Vietnamese is really poor, but the next time I will try to improve a little bit. Okay, so I am focused on L category vehicles. Probably some of the attendants know me because we were in contact to approve the mopeds or motorcycles for Europe. So the idea is to make or give a brief summary about the European regulation, because it's from my point of view it's the most complex procedure around the world in terms of vehicle classification and also in technical requirements. Okay, so please, next slide. Okay, so the presentation is divided in three different parts. The first one, it's only a brief idea about the typology of vehicles that we are talking. The next one is the vehicle classification. Sorry if this part is a little bit boring, but I think that it's needed to understand exactly the typologies and the different technical requirements that are applicable for the vehicles depending on the categories, subcategories, and sub-subcategories. And then the final part is an introduction about the different steps in order to obtain the European homologation. So as you probably know, in order to obtain the European approval, it's necessary to conduct the test with an accredited technical service. In this case, I am working in IDIADA. IDIADA is an accredited technical service by the Spanish and the Dutch ministry. The previous slide, please. This one. Okay. And finally, the approval authority will issue a certificate, and you can sell the vehicles around the Europe. And the most important thing is this European homologation is also accepted in other countries out of Europe. For example, Vietnam, no, but in Taiwan, in the Gulf countries, and so on. I will focus my presentation a little bit in the electric vehicles, because the urban mobility is growing time to time. And in fact, during the last years, we only had 3-4 complete European approvals regarding quadricycles. And at this moment, for example, we are working with more than 14 projects at the same time. They are in a different steps, some at the beginning, and the other ones we are conducting the tests in order to obtain the European homologation. But as you can see, we have a
very big business here in Europe regarding the electric mobility. So regarding the typology of vehicles, you can see in this slide the very different vehicles that we have inside the European regulation, from bicycles powered assisted to quadricycles for carriage of goods or people. Okay, next slide, please. Okay, so we enter in the vehicle classification. This is the boring part, but it's the most important in order to classify the vehicle and finally select the technical requirements that are applicable. So the first one is the L1 category. The L1 category is divided in two different subcategories, L1A and L1B. So the main idea for the L1, two wheels, and there is an exception for the L1A category. Engine capacity in case of combustion engines less than 15 cc, only for positive ignition combustion, and maximum speed less than 45 kilometers per hour. This is important because in other countries, to be classified as L1 category, the maximum speed is less than 50 kilometers per hour. In Europe, it's considered up to 45. And then the maximum continuous rated or net power must be less than 4 kilowatts. The difference of the two different subcategories are the L1A, it's a cycle designed to pedal with an auxiliary propulsion with the primary M28 pedaling. The assistance must be cut off when 25 kilometers per hour is reached. The maximum continuous rated or net power must be less than 1 kilowatt. And if the vehicle has 3 or 4 wheels and met the previous requirements, can be classified, well, can be, no, must be classified as L1A category. All the other vehicles that cannot be classified as L1A must be L1EB. Next slide, please. The L1 is like a moped tricycle, so vehicle with 3 wheels, engine capacity less than 50 cc's for positive ignition or 500 cc's for compression ignition, so in case of diesel engines. Maximum speed less than 45 kilometers per hour, maximum continuous rated power or net power less than 4 kilowatts, maximum running order without batteries. This is really important for Europe for the classification. The maximum running order is considered always without batteries, less than 270 kilos, and maximum of 2 sitting positions. So here, again, 2 different subcategories, L2U and L2P. Subcategory U, only for carriage of goods. And the loading area must fulfill with one of these 2 requirements. So the length per width, this formula, and the equivalent load bed area, the load in the bed area, and the loaded bed shall be able to carry out a minimum volume, etc. Okay, so one of these 2 options. If the loading area doesn't fulfill with these requirements, the vehicle, in this case, it's an L2EP category, subcategory, sorry. Next slide, please. So now we enter in the motorcycle sector. L3, for the L3 category, we have 3 different subcategories, depending basically on the engine capacity, power, or the power weight ratio. So in case of L3EA1, the engine capacity must be less than 125 cc's. Maximum continuous rated power less than 11 kilowatts, and the power weight ratio, important, weight
it's considered without batteries less than 0.1 kilowatts. For the L3A2, different numbers, but the idea is exactly the same. And the L3A3, it's the most powerful motorcycle, let's say. So it's a motorcycle that cannot be classified as L3A1 or L3A2. Next slide, please. Okay, and now there are two different or two exceptions for the L3 vehicles, which are the Enduro and Trail. Due to the, they are not the, the most important product for Europe, the some requirements are less stringent for these subcategories. And to be classified as Enduro, the specifications are the seat height must be more than 900 millimeters, minimum ground clearance more than 300 millimeters, the overall ratio in the highest gear must be more than 6, this is really important. Now, the mass in running order plus batteries less than 140 kilos and only one sitting position. So in those cases that the vehicle has the position for the driver and passenger cannot be classified as enduro. The most important aspect for the enduro vehicles, it's not mandatory to fit the vehicles with an ABS system. So for that reason, if you have more than one sitting position and cannot be classified as enduro, the bike must be fitted with an ABS or a combined brake system, depends on the subcategory. And in case of trial vehicles, seat height less than 700 millimeters, minimum ground clearance more than 280 millimeters, overall ratio in the highest gear more than 7.5, mass in running order without batteries less than 100 kilos, only one sitting position, and in case of combustion engines, fuel tank capacity less than 4 liters. For electric vehicles, there is no requirements about the battery capacity in case of trial vehicles. So next slide, please. And now the classification for L4, that the concept is a motorcycle with a sidecar. So the base vehicle, which is an L3, must meet with the requirements, with the technical requirements for the category L3. It's a base vehicle, an L3, equipped with a sidecar, maximum 4 sitting positions, and maximum of 2 sitting positions in the sidecar. Okay, so let's continue. And now we will increase the number of wheels and let's enter with the L5. L5, it's a three-wheel vehicle that cannot be classified as L2, either for the power or the maximum speed. The mass in running order without batteries must be less than 1,000 kilos. And, well, as I said, vehicle that cannot be classified as L2 category. And for the L5, we have, again, two different subcategories. L5 EB, basically designed for carriage of goods, and the L5 EA, basically designed for, well, destined for people. Okay, the most important here, it's the L5 EA. The maximum sitting positions are limited to 5. Okay, so next. And now let's enter in the quadricycle world. This is a really complex because here we have categories, subcategories, and subcategories. So as you can see,
We have a very like a tree for the classification, and depends on the categories, subcategories, and subcategories, there are different technical requirements applicable. So to be if the vehicle mass is within the L6E category, must meet with the following requirements: vehicle with four wheels, maximum speed less than 45 kilometers per hour, mass in running order without batteries less than 425 kilograms, maximum of two sitting positions, really important, because otherwise it's an L7 category, and were requirements for the engine capacity in case of combustion engines. And then different subcategories. Let's start with the L6EA, that the most important, it's the maximum continuous rated or net power less than 4 kilowatts and cannot be classified as L6EV. And then, for the L6EV, there are two different subcategories, subcategories depending on if the vehicle is designated for the carriage of goods or people. Okay, so next slide. And the same idea for the L7. So the general standard for the L7 classification is vehicle with four wheels. Mass in running order is divided if the vehicle is intended for transport of passengers or goods. And then there are different subcategories and subcategories, as you can see in this slide. Next slide, please. Next slide, please. Okay, so for the subcategory L7EA, it's only vehicle designated for the transport of passengers, maximum power less than 15 kilowatts, and vehicles not complying with the other two subcategories, B and C. A1, two straddle positions fitted with handlebar, and A2, not complying with the A1 classification, and maximum two not straddle sitting positions. Next, please. Subcategory B, a requirement regarding the minimum ground clearance, which must be more than 130 millimeters, and vehicles not complying with the L7EC criteria. Subcategory B1 and B2. Well, I will not enter more in detail because you have all the information here in the slide, and I know that this is a really boring explanation. So next slide, please. And the same for the L7EC. The maximum net power limited up to 15 kilowatts, maximum speed not exceeding 90 kilometers per hour, and important, in closed driving and passenger compartment, accessible by maximum three sides. You have here two different images regarding the subcategories. So one is for the transport of passengers and the other for the transport of goods. Okay, so next slide. As you can see, the categorization of L category vehicles in Europe is really divided compared with other countries, which only are L1, L2, L3, L5, 6, and 7. Here we have categories, subcategories, and before starting the homologation procedure, it's really important to know the classification, because depends on the classification, subclassification, and subclassification, the technical requirements are different. So now let's start with the European approval and the previous slide. Okay, in order to obtain the European approval, there are three different steps. So the final, the manufacturer always wants to obtain the certificate, as you can see in the right part of the slide. But in order to obtain this certificate, there are three different steps. So the first one is the administrative procedure,
Then we have the technical requirements. So I mean the testing part. And the last part is the control of conformity of production, the COP. When we have all these three steps, we can submit all the paperwork as a technical service to the approval authority, and the approval authority will issue the European approval certificate. Okay, next slide, please. So in case of technical requirements, as you probably know, the regulation for Europe, it's the regulation 168/2013. And in this regulation, you can find the classification and all the applicable technical requirements, but without any detail. So the detail are, let's say the regulation 168 is amended or complemented by three different acts, which are the regulation 3/2014, regulation 44/2014, and the regulation 134/2014. The regulation 3/2014 is based on the functional safety requirements. For example, here is the are detailed the requirements regarding the brakes, mirrors, electrical safety, because in Europe it's not still mandatory the regulation 136, the UN regulation 136. There are specific technical requirements only for Europe. And well, all related with the safety of the vehicle. Then in the regulation 44, you can find the general and construction requirements like the EMC, OBD, which is also applicable in case of electric vehicles, stands, hand holds, and so on. And finally, the environmental and proportional unit performance. And here you can find the requirements in terms of electrical range and consumption and the power and torque measurement. Sorry, I will open my camera. Sorry, because I was here and I realize now. So please, next slide. And now I would like to give some notes about the differences between the combustion engines and the electric vehicles. So the main differences are related with electrical safety. It's have sense that in case of combustion engines, there are no requirements in case of, well, in terms of electrical safety. So then the electrical safety requirements are basically focused on requirements against the direct and indirect contact, isolation requirements, requirements regarding the batteries, but not based in the UN regulation 136, as I mentioned it before, and in your safety requirements. That means that, for example, in order to activate the active driving mode, it's necessary to make two deliberate actions, for example. In case of the propulsion unit performance, here it's necessary to measure the electric range and consumption, which are the values that the manufacturer must declare for marketing purposes, and the maximum continuous rated power according to the regulation 85. The main difference here is in Europe, it's the regulation 85 forced to for the measurement during 30 minutes. In Europe, it's also accepted their measurement during only 15 minutes. Okay, next slide, please. And for sure, the most critical part in terms of homologation requirements is the electromagnetic compatibility. There are verifications with the vehicle in charging mode. And in case of vehicles with onboard charger, you can find here the additional technical prescriptions for those vehicles.
this is the most important part, and under my experience, it's always the part which becomes a delay during the different approval steps, because sometimes the vehicle will not pass at the first attempt. Next slide, please. Okay, and now let's start with administrative requirements. In the Delegated Act 901/2014, is detailed the preparation of the technical documentation to be provided to the approval authority. So there is a template that the manufacturer must fill with all the data that the European Commission asks to the manufacturers to provide during the homologation steps, during different homologation steps. So finally, the technical service will send to the approval authority the technical reports with the results of the test and this technical documentation that it's provided by the manufacturer. Then the preparation of the certificate of conformity that will accompany each produced unit. And the most important here, probably it's the WMI, which is the World Manufacturing Identifier. The VIN number, so the composition of the VIN number, there are different parts, and the first three digits are the WMI, which is the three digits which identifies the manufacturer. And then regarding the administrative requirements under according to the approval authority, it's necessary to register the manufacturer in the European Union, let's say, and in case of manufacturers out of Europe, it's necessary to appoint a legal representative that must be between the European Union. Okay, so next slide, please. And finally, we have the control of conformity of production. This is all important because it's part of the European homologation procedure. So before the testing activities, it's necessary to conduct the initial assessment. The aim of this initial assessment is to verify the capabilities of the manufacturer to produce the vehicles that must be exactly the same as the prototype approved during the homologation procedure. Okay, so it's the idea of the conformity of production is to ensure that the vehicles that are leaving the production line with the production has been started are exactly the same or representative, the same, let's say, as the prototype that the technical service has tested and has approved. So for this, we have three different parts. The first one is the initial assessment, so consists in a visit of the production plan, and control the quality procedures that the manufacturer will implement once the production will start. Then the technical service will start with the different activities in order to test the vehicle, register the manufacturer in the approval authority database and so on. This is what I explained before. And once the European approval has been granted, there are different periodical audits in order to verify that the production, the vehicles that the manufacturer is producing or manufacturing are exactly the same as the vehicle that has been approved in the past. Next slide, please. And well, this is a brief summary. This training usually would take more than 1 week when we provide this training for our customers. So the idea is just to provide a general overview
about the European legislation, the European requirements, and the different steps, the vehicle classification that is really wide and really specific. And for sure, if you have any question here in the presentation, you have my contact. And for sure, your questions are always welcome. And I will be glad to support you in the homologation steps, not only for Europe. If you want to investigate another market, for sure, we are always open because we have more than 20 offices around the world. Thank you very much. And now it's time for the questions that I am reading here in the chat. Okay, the main differences about the procedure are exactly the same. So the differences are only based on the technical requirements. So in terms of electrical safety, electromagnetic compatibility, energy consumption and range, and the power and torque measurement. Then all the other steps are exactly the same. I hope I have solved your question, Nam Nguyen. Sorry for the pronunciation. Thank you, Christian, for very technical presentation today. So now we open for discussion. Các anh chị vừa mới nghe xong bài trình bày của anh Christian về cái phân loại phương tiện điện ấy, thì không biết có ai có câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể giơ tay phát biểu để được thảo luận trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể đưa câu hỏi vào cái book chat bên cạnh đấy ạ. Okay, for the same countries, what is important is to have the partial certificates according to the UN regulations, because in some of these countries they are only asking for this. So the main difference with the European regulation, it's the regulation 136, which is not required for Europe, but is required for the ASEAN countries. Okay, then for these countries is always the importer or the applicant, not the technical service, in this case IDIADA, who must contact with the different administrations in order to register the vehicles and start the business in these specific countries. It is the very lucky to inform that finally we have it's one important person from the Tamek. That's from Tamek's and will be shared with us the summarize the what kind of technical standard for the EV vehicle have been issued and applied in Vietnam, and said with us the roadmap for the another technical standards will be applied in the future to promote the development of the electric vehicles. Then may I invite Dr. Triệu Việt Phương for the sharing some information. Thank you. So thank you, Mr. Chi Thủy. So good afternoon, everyone. Because there are many Vietnamese that attend the workshop, so now I have some word in Vietnamese to everyone here. Tôi sẽ nói bằng tiếng Việt một chút về cái thực trạng cái hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia về xe điện hiện nay ở Việt Nam. Thì như các anh chị đã biết thì trong cái bối cảnh hội nhập sâu rộng ấy, thì tiêu chuẩn nó là cái tiền đề rất là quan trọng để giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại để hội nhập sâu rộng vào cái nền kinh tế quốc tế và khu vực. Thì đến nay thì về
tổng số những cái tiêu chuẩn quốc gia cho tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam là có khoảng trên dưới 13.000 cái TCVN. Thì trong đó riêng, trong đó bao gồm cả các cái TCVN, tiêu chuẩn quốc gia cho xe điện, và với cái mức độ hài hòa chung so với tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60%. Hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia cũng như là cái quy chuẩn quốc gia về xe điện thì nó là cái công cụ hỗ trợ trong cái công tác quản lý nhà nước và định hướng cho các nhà sản xuất lắp ráp cho ngành công nghiệp phụ trợ và góp phần bảo vệ người tiêu dùng đối với các sản phẩm xe điện. Thì đối với cái hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia về xe điện hiện nay ở Việt Nam thì đang có là 3 tổng số các cái tiêu chuẩn quốc gia cho các phương tiện cơ giới đường bộ thì có khoảng 260 tiêu chuẩn. Trong đó thì ô tô thì có 140 tiêu chuẩn, mô tô và xe máy thì có khoảng 102 tiêu chuẩn, xe đạp thì có 118 tiêu chuẩn quốc gia. Trong tổng số 260 tiêu chuẩn này thì có 39 tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho xe điện. Thì hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia về xe điện Việt Nam hiện nay được xây dựng biên soạn bởi Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN, TC22, Phương tiện Giao thông Đường bộ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và Bộ Khoa học Công nghệ công bố. Thì các cái tiêu chuẩn quốc gia này đã được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo hoặc là chấp nhận các cái tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như là ISO hay là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC, hoặc là tham khảo các tiêu chuẩn của Ủy ban Kinh tế Châu Âu ECE. Và trong quá trình biên soạn xây dựng thì cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế và những quy định của luật pháp Việt Nam. Tiêu chuẩn cũng được xây dựng thì với sự tham gia đóng góp của các cái thành phần như là các nhà khoa học, các cái chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan. Và vì vậy thì các cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện có ở Việt Nam thì đảm bảo về chất lượng cũng như là hài hòa được với cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực. Mặc dù thì đã có cái sự cố gắng như vậy nhưng mà hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia của chúng ta hiện nay ấy, thì cũng mới đảm bảo được một phần các cái yêu cầu của xe điện. Và những cái tiêu chuẩn này tập trung chính cho các bộ phận chính như là động cơ, ắc quy, pin mà chưa cover được hết, chưa đảm bảo hết được cho các yêu cầu phát sinh thay đổi lớn trong cái thời gian gần đây như là cái cuộc công cách mạng về pin hay là cách mạng về thời gian sạc, cách mạng về hệ thống điều khiển. Thì một số cái nội dung của các tiêu chuẩn quốc gia này chưa đề cập đến các cái yêu cầu và kỹ thuật an toàn đối với hệ thống chạm sạc nhanh, yêu cầu về an toàn khi vận chuyển thay thế pin, ắc quy của xe điện. Các cái thuật ngữ phân loại như cái bài trình bày trước của diễn giả về phân loại xe và các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm đối với hệ thống điều khiển trong cái quá trình vận hành, hay là yêu cầu về tái chế đối với ắc quy pin sau cái thời gian sử dụng, hay những cái yêu cầu về đặc tính thiết bị nạp tự động và phương pháp thử nghiệm để đánh giá cái hiệu năng của hệ thống phanh tái sinh. Trước cái yêu cầu đòi hỏi như hiện nay thì rõ ràng là cái việc cập nhật bổ sung để hoàn thiện đầy đủ các cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đối với xe điện thì đặt ra những yêu cầu bức thiết không chỉ đối với các cái bộ quản chuyên ngành như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương mà là vấn đề chung của chúng ta, của cả các nhà sản xuất cũng như là cộng đồng các nhà khoa học. Thì dự kiến trong thời gian tới thì những cái tiêu chuẩn mà cần xây dựng thì sẽ về xe điện ấy, thì sẽ liên quan đến các nhóm các tiêu chuẩn về phích cắm bộ nối, thì có 4 tiêu chuẩn mà chúng tôi sẽ dự kiến xây dựng mà dựa trên cái sự chấp thuận của IEC 62196 ngang 1 2014 2002 2016 2003 2014 và IEC TS 62196 2003 2001 2020. Nhóm các cái tiêu chuẩn liên quan đến bộ sạc không dây là 3 cái tiêu chuẩn cũng tham khảo IEC 61980, IEC TS 619802, IEC TS 61980/3, và 2 cái tiêu chuẩn về dây cáp sạc theo cái tiêu chuẩn IEC 62893/4 1/2. Và đối với dây nguồn thì cũng sẽ xây dựng một cái tiêu chuẩn dựa trên sự tham khảo của IEC 62752 về chạm sạc, thì sẽ xây dựng theo 2 cái tiêu chuẩn IEC 61
439 tháng 7 năm 2018, 61 851 gạch ngang 24 2014. Đối với cái thiết bị, nhóm cái tiêu chuẩn về thiết bị bảo vệ cá nhân là thiết bị dòng dư thì có 4 cái tiêu chuẩn là tham khảo IEC 61008, 61009, 62955, 62429 và các cái hệ thống đổi pin cho xe điện thì có 3 cái tiêu chuẩn là theo IEC 62840 phần 1, phần 2, phần 3 và nhóm các cái tiêu chuẩn khác. Đấy. Thì cũng dựa trên tham khảo các cái tiêu chuẩn về IEC. Thì rõ ràng là cái việc mà xây dựng các cái hệ thống các cái tiêu chuẩn này thì cũng rất là cần cái sự đồng lòng chung tay đóng góp sức của cộng đồng các nhà khoa học, các cái doanh nghiệp sản xuất cũng như là hỗ trợ của các cái tổ chức có liên quan để chúng ta có được một cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầy đủ phục vụ tốt hơn cho cái việc phát triển lĩnh vực xe điện, dần dần chuyển dịch từ cái phương tiện truyền thống sang xe điện nay ở Việt Nam. Đấy là một số những cái trao đổi của tôi ngắn gọn ở cái hội thảo này. Rất mong là nhận được ý kiến đóng góp của mọi người. Nếu trong quá trình nghiên cứu hoặc là xây dựng mọi người có những cái vấn đề gì cần trao đổi thì tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Xin cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn anh Phương rất nhiều. Về thứ nhất là về anh rất là kịp thời để tham gia thảo luận với hội thảo ngày hôm nay. Em cũng rất xin lỗi rằng là cái thông tin hội thảo đến với anh muộn như thế. Không biết là các quý vị đại biểu trong phòng họp hôm nay thì có ai có câu hỏi dành cho anh Phương ạ? Trong khi chờ đợi mọi người có câu hỏi thì tôi xin tóm tắt một tí cái tiếng Anh cho các cái giảng viên hay là những người tham dự tiếng Anh. Then I would like to have some main points on the Dr. Phương presentation on the technical standards and technical standard roadmap for the electric city vehicle in Vietnam. Then as he informed us, most of the Vietnam technical standards are mostly harmonized with the regional and international technical requirement or standards, but we have some adjustment to fit with our situation, our regulation and our policy system, and to promote for the economic development and international integration. Right now, so for the electric vehicle, we have 39 technical standards. Then it's mostly developed and referenced from the ISO, from the EIC, or from ECE standards. And for the next, we also understand that the prepare the technical for the EV is quite important. So, but we still face many difficult or in prepare the technical standard, like still so many standards not match the requirement, like the some like technical innovation on the batteries, on the charging infrastructures, and on the reproductive braking, right? Then another thing that the requirement on safety or the wireless electric charging requirement. And in the future, so Vietnam regulation, Vietnam government will be prepared for main group of technical standard with related to the first one is the line connector adapter. Yes. That's, and then another one is related to the wireless charging infrastructure. And then another thing that the transfer cable. Yes. Electric cable.
And the last one is the charging infrastructure requirement. That's all. Thank you. Yes. Case and another Kathleen and another our foreigners, the participant could have any question or suggestion for Dr. Phuong, so please free to have a question. Hoặc là các anh các chị tham dự hội thảo hôm nay thì có ai có câu hỏi nào đối với anh Phương về cái tiêu chuẩn nữa không thì chúng ta có thể là thảo luận thêm ạ. Chắc là anh Phương hoặc là anh Phương có thể có những câu hỏi nào cho học viên để mà có thể chia sẻ. Đối với các học viên thì không biết là mọi người đã quan tâm nhiều đến cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cũng như là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cái xe điện, và mọi người cũng có những trong những quá trình nghiên cứu của mình thì cũng có những cái gọi là đề xuất hay là có những cái ý tưởng gì đối với cái việc mà xây dựng hay hoàn thiện cái hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cái xe điện ở Việt Nam hiện nay hay không, để cho học viên. Còn cho giảng viên thì chắc là mình sẽ hỏi sau, mình có contact của mọi người ở đây rồi, mình sẽ hỏi sau, có email. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng nhìn thấy trong cái danh sách học viên ở đây thì có một số bạn đến từ Bộ Giao thông, một số bạn đến từ các trường đại học, thì không biết các học viên của mình có những cái điều gì mà cần chia sẻ hay là cần trao đổi với Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng Đo lường về các cái tiêu chuẩn áp dụng trong thực tế như thế nào, có phù hợp hay không, hay là những cái những cái mong muốn gì trong tương lai về cái tiêu chuẩn quy chuẩn của Việt Nam mình không ạ? Xin cảm ơn mọi người. Chắc là cũng quá là kỹ thuật và cũng quá mới đối với mọi người. Giờ đến như em chỉ mới hiểu được một phần đấy. Vâng, rất cảm ơn anh Phương đã dành thời gian chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích với hội thảo ngày hôm nay ạ. Thì rất hy vọng là trong tương lai thì là chắc là dự án cũng sẽ tổ chức rất là nhiều những cái thảo luận về đối thoại về chính sách này, những cái khóa đào tạo như thế này nữa, thì là rất là mong muốn sẽ được hợp tác với anh về bên Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng Đo lường trong tương lai. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị Thủy, chào mọi người. Vâng ạ, thế thì ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe rất là nhiều cái thông tin kỹ thuật có liên quan đến xe điện, từ cái phương tiện thế nào, từ đến sạc pin, hệ thống sạc pin ra làm sao, và cuối cùng là phân loại xe điện. Và chúng ta cũng đã nghe rất là tổng quan về cái bộ tiêu chuẩn của Việt Nam đã được xây dựng phát triển thế nào, và cái lộ trình trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn nào để thúc đẩy cái phát triển phương tiện điện ở Việt Nam. Cũng rất là cảm ơn các anh các chị đã dành thời gian cả buổi chiều hôm nay để lắng nghe một cái phiên hội thảo và đào tạo rất là kỹ thuật ạ. Thế thì thời gian thì ra cũng hết, thì ngày mai là ngày thứ ba của cái buổi hội thảo, thì ngày mai thì chúng ta sẽ có các cái thảo luận liên quan đến áp dụng các biện pháp thúc đẩy giao thông bằng xe điện tại Việt Nam như thế nào. Thế thì trong đấy thì chúng ta sẽ có một cái bài trình bày về đánh giá thực trạng giao thông đô thị tại Hà Nội và cơ hội phát triển xe điện ra làm sao. Xong đấy ta có các cái bước thực hiện và các bước mà để chúng ta có xác định rào cản và có những cái chính sách để vượt qua những rào cản như thế nào.
và áp dụng công cụ gì, công cụ quản lý, công cụ kỹ thuật, công cụ tài chính ra làm sao để mà thúc đẩy phát triển phương tiện điện tại Việt Nam. Và sau đấy thì chúng ta sẽ có là nghe một tí về về hiện trạng và lộ trình chuyển đổi sang phương tiện điện ở Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào ạ. Thì đấy là những cái nội dung ngày ngày mai thì cũng rất là mong muốn lại được gặp các anh các chị học viên ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục có thể là xuyên suốt quá trình chúng ta đã nghe về quy hoạch, chúng ta đã nghe về các cái yêu cầu về kỹ thuật rồi, và ngày mai chúng ta xem thì chúng ta có thể áp dụng vào thực tiễn như thế nào. Thì ngày mai rất là mong muốn được gặp lại các anh các chị học viên tham gia cái buổi đào tạo ngày mai ạ. Thế thì là tôi xin thay mặt cho dự án Solution Plus phối hợp với Đại học Giao thông Công nghệ Giao thông Vận tải và Mạng lưới Không khí Sạch Việt Nam xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn các anh, các chị học viên đã dành thời gian tham gia ngày hôm nay, và cũng trân trọng cảm ơn các anh các chị giảng viên đã có những cái bỏ công sức rất là nhiều và tâm huyết để mà xây dựng các bài giảng và chia sẻ ngày hôm nay cho học viên ạ. Và cũng rất là vui là chúng ta đã có những cái phiên thảo luận giữa các cái bài trình bày rất là sôi nổi và rất là bổ ích. Đến đây thì là cho tôi xin phép được dừng cái buổi học ngày hôm nay. Xin chúc các anh chị sức khỏe, mạnh khỏe và mong được gặp lại vào ngày mai ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. I just say thank for all participants, and then would like to close the training session today. And we hope that we will see all the participants tomorrow to discuss further about the apply the further the instrument to develop or to promote EV transport in Vietnam. That's all.